Mày gái hơi trẻ. Chị Hoài Hoàng ơi, số này là một số chân máy công sở phù hợp với chị đây này. Nó sẽ có một phần khoảng 30% là chân máy công sở nhá. Chân máy kiểu và chân máy họa tiết cũng có ngày hôm nay luôn. Nói chung là hôm nay là một gọi là số chân máy tổng hợp, vì nó tổng hợp tất cả các loại chất từ lụa cho đến voan cho đến chất thô cũng có luôn. Nói chung là tập hợp rất nhiều thứ. Và những con lụa thì nó sẽ ra kiểu như thế này. Hôm nay gọi là một số tổng hợp để mình sao? Bởi vì nó tổng hợp tất cả các loại mà mọi người cần á. Đấy, đẹp chưa? Chào chị Thanh Huyền Nguyễn ạ. Cho chị con chân máy bút chì chủ nhật đi Hạ Long nhé. Eo chị bao nhiêu? Đến xem rồi, em chẳng biết đâu. Ui giời, hôm nay khá là nhiều con đẹp nhé mọi nhé. Này, biết like. Ok, tôi nhớ có một con hả, nhưng không biết được bà có lợi được không. Nhìn thế em hôm nay thế nào? Nhìn em giống đi làm được chưa? Mặc bộ này có vẻ gọn nhỉ? XL khả năng là cái con, nếu mà chị mặc cái con mà bút chì mà XL thì chị phải mặc công sở, chứ còn mặc cái kiểu ấy là không mặc được. Eo chị tầm bao nhiêu? Cái gì thế? Chân váy thô màu trắng này. Màu kem này có màu trắng này thì hơi ít nha. Tôi sắn tay lên chiến đấu cho nó nhiệt tình nào. Nay mình nhé. Huyền ở đây nghỉ 4 năm không? Giao tháng 4 à? Tư hơi căng nhỉ. Đây, chân máy trắng đây. Và cần chân máy trắng đấy. Con này Yuli này. 10 kg nhá mọi nhá. Con này, những cái form này là hầu như hôm nay á, nếu mà mọi người sẽ, nó không phải là chân máy voan, mà nó là chân váy tổng hợp, gọi là sao nhỉ, sẽ những cái form nó đẹp ấy. Đây là những con như em đang form, như em đang mặc mà giá chỉ 120 là mọi người lấy đi. Bởi vì sao? Chất nó cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, nó mặc lên gọn người lắm. Nhạc lên này chẳng ai nghĩ ai, em mặc size L, mọi người sẽ không nghĩ em mặc size L vì nó quá gọn ấy. Chân máy Nhật là một cái gì đó mà chưa nè. Rất thích phong cách làm việc của bà chủ à? Như nào chị? Nhanh gọn nhẹ chính xác đúng không? Nhiều lắm. Hôm nay có nhiều cái chủng loại chân máy mà trước đây em chưa gặp được ấy. Ví dụ như cái chân váy như thế này là trước đây cái lô trước là không có đâu mọi người. Mấy kẻ mọi người. Trước đây là chưa có. Cái này của Gu nhá mọi nhá. Lên form đẹp chưa? Bà nào mà bỏ qua cái lô chân váy này thì đúng là tiếc. Tiếc mất luôn. Váy em mặc cho chị đi à? Cái của em mặc size eo bé lắm. Cái của em mặc dành cho các chị có vòng eo tầm eo bé 84 không vừa. Eo này chỉ dành cho các chị vòng eo tầm từ 72-75. Eo 75 quay đầu. Chuyên nghiệp à? Rồi, cảm ơn Mia Lê. Có đáng tặng cho một cái váy không nhỉ? Ok mọi người ơi, ô con này mới còn tem nhá mọi nhá, mới còn tem luôn. Lên em này trước nhá, em kẻ đầu tiên này. Chất của nó chất hàng hè, không phải chất hàng đông đâu, chất rất đẹp luôn. Nói chung là chân váy Nhật một cái gì đó mà, vì sao mọi người cứ phổ thông cái chân, nếu mọi người thích bán chân váy Nhật nhiều hơn ấy, bởi vì chân váy Nhật ấy, cái form nó rất là đẹp luôn, form rất là chuẩn, có nghĩa là đúng, mọi người cứ đúng theo như em tư vấn là mọi người về mặc lên rất là đẹp. Nhìn nhiều lúc nhìn cái form rất đơn giản nhưng mà ra những cái dáng mặc lên ấy nhìn nó rất là sang. Và em mặc cho chị đi à? Ok chị. Trăm em mở màn cho chị nhá. Em này eo 72-75 nhá, tôi lấy 100 thôi. Chứ bình thường là 120. Mã số em này là mã số 674 nhá, 674 cho em này. 674 cho em nhá. 674 nhá, mọi người chốt nhá. Đây, em này một em chân váy của Gu nhá, mọi người mặc phối đồ công sở lên cực đẹp luôn.
eo 64 đến 67, eo 64 68, eo dưới 68 cho em nhé, chất đẹp lắm. Eo 64 68 nhé, bán chun mặc lên form siêu đẹp luôn. 120 ạ, mã số em này là 674 chị. 684 120, mã số là 684. Mà em chân của Yuli Quilo nhé, màu trắng cho em này. Yuli này size M, eo tầm từ 66 đến 72, eo dưới 72, quay đầu mặc đẹp của Yuli Quilo nhé mọi nhá. Giá vừa bán vừa tặng cho mọi người 100.000, đẹp cực, màu trắng tinh, mã số là 565. Lô này à, đảm bảo mọi người luôn là những con mọi người rất cần luôn. Đây, mọi em chân váy dập ly, chất như là lụa luôn ạ, size S cho em nhé. Size S nó là dập ly hết nhé mọi người, size S ạ. Size S nhá, 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhé mọi người nhá. Em này 120, mã số là 566, 120, mã là 566 cho em này. Tiếp theo, mọi người cần con dập ly size to thì đây nhá. Chị Đào Hằng. Eo tầm từ 78 đến 82, 84 luôn này. Size L, XL nhá. Size L, XL cho em này. À, chân máy dập ly nhá, 120 thôi, mã là 509. 120.000, mã số là 509 cho em nhá. Đây, 566 cho chị Phương Miên. Tiếp theo, những em như này này. Những con này mọi người, em nói thật luôn là đi tìm không có luôn. Bởi vì sao, nó là lô chân váy tổng hợp của em rất là khó kiếm trong nhá. Trong bình thường em ít khi like, không có ấy. Bởi vì da toàn cái dáng đẹp thôi. Em này ạ, à, eo tầm 70-74 nhá. Eo 74 quay đầu mặc đẹp cho em này. 120, mã số em này là 680. Lên form đẹp chưa? 120, mã số là 680 cho em nhá. Tiếp theo, chị... ơi... con công sở này mặc với cái áo này của em thì đúng là 10 điểm. Chị nào mà mặc vừa con này thì... đây, đẹp chưa? Toàn những form công sở xịn thôi. 680 cho chị. Eo tầm từ 84 quay đầu nhá. Eo 78 đến 84. Eo dưới 84 này, đẹp chưa? Em này mức giá của nó là 120. Mã số em này là 657. 120, mã 657. Đây, hôm nay có chân váy ngắn. Nhưng mà hôm nay toàn chân váy ngắn hàng hiệu thôi. Chân váy ngắn hôm nay toàn hàng hiệu nhé mọi người. Mọi người nhìn quả ly dập của nó này, đỉnh lắm. Em này ạ, à, size số 7 của nó thôi chứ được size nhỏ rồi. Ly của nó dập xịn luôn. Con này này. Đó, em này eo 58 cho em nhé. Chân váy ngắn màu đen, eo 58. Eo 58 nhé mọi người nhé, 80.000 thôi. Xịn cực kỳ luôn, mã số 79. Xịn cực kỳ luôn, mã số 79 cho em nhé mọi người nhé. Tiếp theo mà em màu kem nhé mọi người nhé. Những cái form này mọi người khó kiếm. Bởi vì sao, nhìn một phát là đã biết là toàn hàng hiệu không ạ. Eo 40 đi em. Eo 60 ạ, à, có đấy ạ. À. Đôi cá eo 60. Ủa, từ từ ạ. À. Eo tầm 68-72 này, đẹp chưa? Eo 72 quay đầu còn đẹp nhá, eo dưới 72. Em này mức giá 120, mã là 927. 120, mã số là 927 cho em nhá mọi người ơi. Chị nào cần dập ly thì đây có dập ly đây nhá. Có mấy con dập ly luôn. Dập ly hàng Nhật nhá, eo dưới 70. Dập ly hàng của Nhật nhá, eo 70 quay đầu mặc đẹp nhá. Eo 64-70, 120, mã là 818 này. 120, mã là 818 cho em này. Tiếp theo em dập ly nhé. Chị Đào Hằng. Đây, em này các chị eo nhỏ đây. Dập ly chân váy vin nhé. Hôm nay nó là tổng hợp tất cả cái loại gì cũng có luôn á. Em này eo tầm từ 60-65. Eo dưới 65 nhé. 120, mã là 409 này. Quá đẹp luôn. 818 chốt chị. 120, mã 409 cho em nhé. Đây, chị nào cần đồ công sở này. Chất tổ, mọi người đã nhận được con công sở là chất xấu chưa? Con nào chất cũng đẹp luôn ấy. Toàn cái này, toàn cái form công sở này toàn trong xếp bộ nhá mọi nhá. Em này các chị vòng eo size S là eo 62-66 á, như cái form em mặc luôn. Eo dưới 66 nhá, em này mức giá của nó là 120, mã là 621. 120, mã số là 621 cho em nhá mọi nhá. 120, mã 621, chân váy thô nhá mọi người nhá. Còn tem ạ, của Gu size S, eo 62-66 này, chân váy còn tem của Gu ạ. Eo 62-66, eo 66 quay đầu mặc đẹp hàng Gu nhá. Em này 120, mã là 618. 120.000, mã số là 618 cho em ạ. Đây mà em chân váy xịn luôn. Ôi, nó là vạt chéo nhá, ly dọc này mọi người nhìn không? Có khóa cài bên nhá, à có chốt cài bên cạnh luôn này. Em này ạ, à, size M nhá mọi nhá. Eo tầm từ 66-70. Eo 66-70 ạ, à, eo 70 quay đầu mặc đẹp, eo dưới 70. 120, mã số 82. Lô đẹp, toàn hàng hiệu. Size M nhá, size M cho em ạ. Eo 68-72, eo dưới 72 ạ. 120 nhá mọi nhá. Mã số là 390. 120.000, mã số là 390 cho em này. Tiếp theo, một em màu xanh nhẹ nhá. Con này mọi người phối với màu khác với cái áo của 82 em. 82 chốt chị con cáo già. Đấy chưa? Eo tầm từ 66-72, eo dưới 72 nhá. 120, mã là 787. 120, mã số là 787 cho em nhá mọi nhá. Tiếp theo, em công sở nhá.
có hàng khuy đằng trước này. Em này các chị có vòng eo tầm từ 65 đến 72. Có vạt nhá. Eo 65 đến 72, eo dưới 72 ạ. Có vạt ở đây nè mọi người này. 120, mã số hôm nay là 702. 120, mã số là 702. Mẹ Vin công sở. 787 cho chị Trần Thị Nhung. Ui giời, đỉnh vào chóp luôn nhá. Không ra được đâu ạ. Em này ạ. Em này các chị eo 64, 68. Eo 68 quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 120, mã số là 378. 120.000, mã số là 378. Hôm nay mua quần đâu chị ơi, em chỉ có chân váy thôi ạ. Hồng phấn nhá, hàng thiết kế cho em này. Hồng phấn nhá, em này lấy 100 thôi. Chất công sở siêu đẹp luôn ạ. Eo tầm từ 66-70, công sở màu hồng phấn nhá. Eo dưới 70 ạ, 100.000, mã là 668. 100k, mã 668 ạ. Chân váy ngắn xòe nhá, hơi bị hiếm luôn. Ngắn xòe này các chị size S cho em ạ. Eo 62-66, eo dưới 66, ngắn xòe, chất voan lụa rất đẹp luôn. 80.000, mã số em này là 645. 80k, mã số là 645 cho em nhé mọi nhá. Có nhiều hôm nay có nhiều chân váy ngắn xòe lắm. Ở chỗ nào thì em chưa biết đâu, tí nữa em sẽ lên đấy. Chân ngắn xòe 378 cho chị Yến An Đỗ. Ngắn xòe tiếp nhé mọi nhá. Em này size M nhé mọi nhá, size M, eo 68-72. Ủa, con này nhìn xịn rồi, mặc đơn giản trên là rất đẹp rồi. 80.000, mã là 715. 80.000, mã là 715 cho em. Mọi em màu mận nhá, em chân váy thiết kế của nó đấy ạ. Đây, sorry mọi người, nó sẽ như thế này nhá. Lên form cực đẹp luôn. Em này ạ. Các chị, eo tầm từ 64-68 ạ, eo dưới 68 nhá. 120, mã là 604 này. Chất quá đẹp. 120.000, mã số là 604. Em dập ly này. Con này là chân váy dập ly size M nhá bạn nhá. Eo 68-72, eo 72 quay đầu mặc đẹp nhá. Eo dưới 72 ạ. 120. Đứng đây thì mọi người nhìn thấy ạ. 120, mã số này là mã số 86. 120.000, mã số 86. Tiếp theo. Chất mới cứng luôn, dây lụa đầy đủ luôn nhá mọi người nhá. Đây. Em này ạ. Size M, eo 64-70 này, đẹp chưa? Eo 64-70 nhá, dây lụa lằng ngoằng luôn. Eo dưới 70 cho em màu xanh cổ vịt rất hiếm ạ. 120, mã số là 36. 120.000, mã số 36 cho em. 36 cho chị Thảo Đào. Tiếp theo mà em công sở màu đen. Con này có hàng khuy đằng trước nhá mọi người nhá. Có hai hàng khuy đằng trước luôn. Công sở siêu đẹp luôn. Em này các chị size M, eo 64-70 ạ. Eo 70 quay đầu mặc đẹp nhá. Eo dưới 70. 120, mã số 89. 120.000, mã số 89 cho em ạ. Con màu này mới đẹp này. Trời ơi, mọi người ngồi trên một cái áo sơ mi màu đen thôi là đỉnh rồi. Em này các chị vòng eo tầm từ 64-68 nhá, eo dưới 68 ạ. Em này mức giá của nó là 120, mã là 972. Màu này cũng đẹp luôn này. Ôi, cái này đúng là một set của tôi rồi. Này, bà nào có cái áo màu như này sẵn này lên này. Eo tầm 68-73 nhá. Đây, con này đẹp quá. Màu xanh lavi, eo 68-73, eo 73 quay đầu mặc đẹp cho em này. Form không đỉnh không lấy tiền. 120, mã số 61. 120.000, mã số 61 cho em. Vin này mọi người ơi. Vin nhá mọi người nhá. Cái này sắp size M rồi. Đẹp chưa? Vin size M nhá mọi người nhá. Em này các chị vòng eo tầm từ 66-70. Eo 70 quay đầu mặc đẹp nhá. Eo dưới 70 ạ. 120, mã là 637 này. Những con này không chốt 61 cho chị Giang Thanh Phạm. 637 cho em này. Chốt thì không biết làm nào luôn. Em này à, chất mùa hè rồi. Màu blue nhá. Chất cốt tông ấy, nhiều như cốt tông ấy, nhưng mà chất của thích á, mặc mùa hè rất là thấm. Em này à, eo tầm từ 64 cho đến 74. Eo 64-74 nhá, eo dưới 74 này. 120, mã số em này là mã số 43. 120.000, mã số 43. Công sở đen như em mặc nhá, lên form chuẩn như thế luôn ấy. Chị nào cần công sở thì lấy những con này đi. Chất nó sẽ cầm nó rất là sướng tay luôn á. Eo 62-66 á, eo dưới 66 nhá. Eo 66 quay đầu mặc đẹp ạ. 120, mã số là 796. Chất đẹp lắm, nó không kiểu sao nhỉ, nếu mà mọi người bình thường mua hàng mới á, mà đồ Nhật này, à đồ Việt Nam mình ấy, hoặc là ấy, chất nó không phải da này đâu, mà form nó không thể đẹp và chuẩn như con này đâu. Mà em màu đen nhá, em công sở màu đen. Em này ạ, các chị có vòng eo size L, size L to đấy, eo 76-80, eo 80 quay đầu mặc đẹp nhá, eo dưới 80 này. Em này mức giá của nó 120, mã số 47. 120, mã số 47 cho em này. Đây là em chân váy kẻ nhá mọi nhá. Hôm nay là toàn bộ những em chân váy mà ứng dụng thực tế cao nhất có thể luôn ấy.
eo tầm từ 68 đến 72, eo 72 quay đầu còn đẹp, đẹp nhá mọi nhá, 120, má là 367, 120, lên cái gì? Toàn form dài, không muốn dài nào nữa, con muốn dài như thế nào nữa, có cao mét 65 đấy, đây, con này dần chân dập ly hết đấy mọi nhá, chân dập ly hết ạ, em cao mét 65 đấy. Chị muốn dài như nào nữa, chị cao 1m7 hay 1m75. Em này các chị vòng eo tầm từ 68 đến 74, eo dưới 74 nhá, 120, má là 554. 120, má là 554 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. Có con dài hơn còn có nữa chứ. Tiếp theo ạ, lên một em chân váy kẻ nhé mọi nhá. Con này đẹp chưa? Mọi người nhìn đẹp chưa? Mấy em chân váy kẻ này, lên form cực đẹp luôn. Em này ạ, các chị có vòng eo tầm từ 72-75 ạ. Eo 75 quay đầu màu đẹp nhá, chất rất xịn luôn. Eo 72-75 ạ. 120, mã số 33. 554 chị Trần Kim. 120, mã số 33 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo một em này ạ. Em này là có hàng khuy đằng trước nhé mọi nhá. Hàng của Gu size S ạ. Eo 60-65. Eo 60-65 ạ. Eo dưới 65 của Gu size S nhá. 120, mã là 696. 120.000, mã số là 696 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. 33 cho chị Huyền Nguyễn. Cái gì đây? Chất của nó đẹp như này. Chất nó nhũn ra hàng của cá sấu nhá. Hàng của cá sấu cho em này. Em này ạ, các chị vòng eo size tầm từ 76-80. Eo 80 quay đầu nhá, chân đuôi cá này. 100.000, mã là 369. 100k, mã số là 369 cho em nhá. Chân máy khô này. Màu này đẹp quá. Ui. Và tác có uy tín luôn nhá mọi người nhá. Form cực đỉnh luôn. Em ơi, bà nào size S được con này đẹp luôn. Em này ạ, à, eo tầm 60-65 này. Eo 60-65, eo dưới 65 nhá. 120, mã số em này là 56 này. Em đứng đây mọi người nhìn nhá. 120, mã số 56. 696 chị Hằng Nguyễn. Con công sở màu này phối với cái gì đẹp luôn. Lên form đẹp chưa? Eo tầm từ 64-68, eo dưới 68 nhá. 120, mã là 607. 96 Hằng Nguyễn à? Vâng, em rồi. Chàng Nguyễn đi bóc công ty ạ. Chân váy đen này tỉnh luôn. Bán chun nhá mọi người ơi. Chất đẹp lắm. Xòe vừa phải thôi. Khóa kéo sườn ạ. Eo này eo dưới 70 nhá. Eo tầm từ 64 đến 70. Siêu đẹp luôn. Eo 64 đến 70 ạ. 120. Má là 659. 56 cho chị Đỗ Kiên. Tiếp theo của em chân váy ngắn này. Xòe nhá mọi nhá. À, size S thôi. Con này mọi người nhìn thấy đằng dưới nó có dập ren chưa? Gấu ấy ạ. Eo tầm từ 58-60, eo dưới 60 nhá, 80.000, mã số em này là 603. 80.000, mã số là 603 cho em nhá. Tiếp theo ạ, em chân dập ly tiếp này. Con chân váy ngắn này chất rất xịn luôn. Cho xem chân váy A màu đen. 659 cho chị Hoa Nguyễn. Eo 60-65, eo dưới 65 nhá. Em này 80.000, mã là 613, dập ly này. 80.000, mã 613 cho em nhé mọi nhá. Mấy em chân váy hiệu nhìn phát là biết xịn luôn. Chân váy công sở xịn luôn nhá mọi nhé. Con này form này mọi người ít khi thấy luôn. Bởi vì sao nhìn phát là thích luôn. Dành cho chị eo tầm từ 73-76, eo dưới 76 nhá mọi nhá. Em này mức giá của nó là 80.000, mã là 515 mọi người nhìn này. Đó, 515 nó khác biệt luôn á. Tiếp theo em lên và em xòe dập ly nhá. Em này xòe nhá mọi nhá, 80.000 thôi. Chị nào vòng eo tầm 72-75 ạ. Eo 75 quay đầu màu đẹp nhá, eo dưới 75 mà xòe này. 80.000 mã là 679. 80k mã 679 nhé mọi nhé. Tiếp tục lên nha. Tiếp lụa nhé mọi người ơi. Mấy em form lụa nhé mọi nhé. Con này thì nó là form Âu luôn. Rất là đẹp luôn mọi người nhìn này. Cái chân của nó đẹp chưa? Mọi người có nhìn thấy không? Em này ạ, eo tầm 70-74 nhá. Nhìn rất là đẹp mắt. Eo 70-74 em dưới 74 ạ, 120, mã là 793. Giá quá là mềm luôn. Mấy em chấm bi nhé mọi nhé. Chấm bi cho em này, xẻ hai cái đằng trước. Em này ạ, các chị vòng eo 72-75 nhá. Eo 75 quay đầu mặc đẹp chấm bi này. Em này mức giá của nó là 120, mã là 357. 120.000 mã số là 357 cho em nhé mọi nhé. Tiếp tục đen bán chung chất mê chưa xịt
Ôi, con này là lông cừu này mọi người. Những con chân váy lông cừu mà mùa hè là hơi bị đỉnh cao nhé mọi nhé. Chị Vệ Hoàng xem có vừa cái này không anh chị ơi? Con này eo tầm từ 70-74 thôi, không vừa đâu. Em 3, 5, 7 chị. Eo 70-74, eo dưới 74 nhá. Em này 120, mã là 626 này. 70-74. Vừa thì tốt quá, con này đẹp thật sự luôn. Tiếp theo một em này, chất của nó mê ly rụng rời luôn. Nếu mà chị nào mà đi làm ngày, đi làm 6 buổi trên 7 thì con này. Em này các chị eo 64-68, eo 64-68 nhá. Em này 100.000, mã là 470. Chị Thu Hà 100.000 mã 470 nha, em này chân bảy thô này. Bà lấy con đấy quá đẹp. Giá mềm. Ui xời ơi, đẹp rụng rời chân tay luôn. Dồn lên hàng hết rồi đi em ơi. Eo 62-66 á, eo dưới 66 nhá. Em này cũng giá của nó 120, mã là 530. 120, mã số là 530 cho em này. 470 chị nụ diệp. Ô, con này nó là gì nhỉ? Lụa. Con này nó là hàng gì nhỉ? Để mặc quốc phục của nó đấy. Em không biết là cái gì. Mặc quốc phục của bọn Nhật đấy. 530 cho chị Dương Hướng. Chân váy trắng của Uniqlo nhá, đẹp chưa? Em này eo dưới 70 của Uli nhá. Eo 64-70. Em này 100.000 hàng Uli này, mã là 758. 100.000 mã 758, mọi người biết tại sao Uli bán rẻ không? Vì nó chỉ là thường thường so với những cái này thôi. Chất sờ vào những con này nó đẹp hơn nhiều. Ui. Đây ạ. Đây là một trong những cái set mà em thấy là đỉnh luôn. Em này ạ. Vòng này hơi to. Eo dành cho chị eo 84-88 này, eo dưới 88 nhá, quá đẹp. Eo dưới 88 ạ, 120, mã là 113. 120 mã 113, họa tiết răng sói nhá. Con này những con công sở thì 758 cho chị Dương Hương. Đỉnh của chót rồi, họa tiết răng sói, cái chất nó đẹp lắm luôn, khó tả. Nói chung là nếu mọi người sờ vào chân váy Nhật rồi ấy, mọi người mà đi mua hàng ở Việt Nam ấy, trừ khi hàng thiết kế cao cấp ấy thì là có thể ưng, còn không thì bình thường là khó lắm. Chân xòe dài đi sao? Eo tầm từ 74-77 ạ. Eo dưới 77 cho em nhé. Eo dưới 77 ạ. 120, mã là 628 này. Chân xòe dài đi shop ạ. Ok. Xòe đâu nhé. Từ từ nhá, để em tìm nhá. Chất liệu tơ sống nhá. Con này không đẹp không lấy tiền. Tơ sống nhá mọi nhá. Em này size S cho em này. Dập ly tơ sống nhá. Eo 62-66 ạ. Eo 66 quay đầu bằng đẹp, chất liệu tơ sống nhá. Em này 120, mã là 721. 628 cho chị Phương Đỗ Anh. 120, mã là 721 cho em này. Tiếp theo một em hàng hiệu nhá mọi người ơi. Có dây lụa để treo đồ đây này mọi người. Em này là của Gu size L. Chị Bích Ngọc. Của Gu size L nhá. Có hàng có khối giả ly ở đây. Em này các chị vòng eo 73-77 nhá. Giả ly ở đây này. Hôm nay không lên chân váy bò đâu chị ơi. Eo 73-77, eo dưới 77 nhá. Con này chân váy hôm nay đẹp hơn chân váy bò chị ạ. Em này 120, mã là 640. 120, mã số là 640. Xòe nhá mọi nhá. Ui. Giờ con nào lên con đấy đều 10 điểm ấy. Thật. Con này nhá, dây lụa đàng hoàng nhá mọi nhá. Có đai đi kèm nếu mọi người thích này. Em này các chị vòng eo 68-72 đẹp chưa? Eo 68-72. 640 cho chị Phạm Cúc. Eo dưới 72 ạ, 120, mã là 755. Quá đỉnh. 120, mã số là 755 cho em này. Tiếp tục nhá mọi ơi. Có nhiều con là chân váy nó bị dài quá, à gì nhỉ, bị rộng quá, eo nó không vừa cái móc ấy. Em này các chị vòng eo tầm từ 66-70 siêu đẹp luôn. Eo 66-70 ạ, không đẹp không lấy tiền nhá. Mọi người kiểm tra hàng cứ đi nhận thoải mái. 755. Em này 120, mã là 939 ạ. Hôm nay cái lô này em lấy hết danh dự của em ra đảm bảo mọi người luôn là mới chốt. Không hối hận tí nào luôn ạ. Form rất đẹp luôn. Chị nào mà mặc đi làm thì cái lô này đỉnh luôn. Eo 70-74, eo dưới 74 ạ, 120, mã là 672. 120 mã 672 cho em này. Toàn cái màu gọi là đỉnh hơn, cái này ngắn hơn tí nhá, đến 100 này. Size S rồi. 939 cho chị Ngân Kim. Em này eo 58-60, eo dưới 60 nhá. Em này mức giá của nó là 100.000, mã là 551. 100k mã số là 551 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo. Đây ạ. Cái này nhá, nhìn phát là từ hàng thiết kế ra. Cái V nó lên như thế nhá, hàng của Gu. Size của nó là size eo 64-70 xòe nhá. Cho chị Lê Hạnh. Eo 64-70 xòe ạ, eo dưới 70 ạ. 120, mã là 588. 120, mã là 588.
ui mà là được con này. Thề luôn là đẹp vãi trưởng, chỉ chắc chỉ eo 58 thôi. Trời ơi, con này thì biết bán bao nhiêu. Đỉnh quá, còn mới còn tem luôn. Chủ shop mặc eo bao nhiêu để mình chọn cái? Chủ shop á? Chủ shop eo 75. Em này eo 58-60, em lấy 150 nhá. Không thể nào có con nào đỉnh hơn con này đâu. Cầm cái chân váy sướng, à cực kỳ luôn. Eo 58-60, eo dưới 60 nhá, 150, mã số 30. Nguyễn Thủy. 150, mã số 30 nha em này. Tiếp tục ạ, chủ shop. Chủ shop eo được eo 75. Chân váy xòe nhá mọi ơi. Em này ạ, các chị vòng eo tầm từ 72-75, eo dưới 75 ạ, 100.000 mã số 44, kẻ ô nhá. 100.000 mã số 44 cho em. Tiếp tục này. Con này thì đỉnh quá. Dập ly nhá. 30 cho chị Nguyễn Nhung. Ui xời, con dập ly này đỉnh á. Đây, ly này. Ly nó dập nhiều nhá. Em này ạ. Eo 74-78 này. Chị nào mà eo đúng cái này mặc đi làm tôi thề các bạn, đẹp dã man luôn. Thì con này này, nó khác biệt hoàn toàn khi mọi người cầm vào nhá. Từ cái chất voan, thì cái đường may cho đến form dáng của nó rất đỉnh luôn. Cả bụng các chị to cỡ nào cứ eo 70-78 mặc vào là đẹp nhá. Em này ạ, mức giá 150 ạ, mã là 543. 150, mã số là 543 nha em ạ. Tiếp theo. Em này nhá mọi nhá, nó là hiếm à. Mới còn tem nhá, của Gu size S. Đi có váy ngắn đó, size S nhá. Ui giời, chất như nước cắt luôn mọi người ạ. 543 cho chị Phương Đỗ Anh. Eo tầm 62-66 này. Eo 62-66, eo dưới 66 ạ, 120 thôi, chất đẹp lắm. Má là 781. Ngắn đi ạ, chị thích ngắn xòe hay ngắn như nào ạ? Vì ngắn nhiều lúc nó cũng không có đấy. Tiếp theo mấy em hàng chân máy gen thiết kế size S nhá mọi nhá. Cái gen của Nhật lại đỉnh lắm. Eo tầm 60-64, eo 60-64 ạ, chân váy gen Nhật nhá, 80.000 mã số là 39. 80k mã số 39 cho em này. Chân váy xòe nhá mọi nha, xòe ngắn này. Xòe ngắn này ạ, em này các chị có vòng eo tầm từ 64-72. Xòe ngắn này eo 64-72 màu xanh lavi nhá. Em này mức giá của nó là 80.000 mã là 591. 80k mã là 591. Tiếp theo mấy em công sở ngắn tiếp này. Eo tầm 72-75 nhá, lên form như em mặc luôn. Eo 72-75 ạ. 781 chị. 80.000 mã là 690. 80.000 mã là 690 cho em nhé mọi người. Ba chỉ cho chị Hoàng Thu Trang. Tiếp theo ạ, em này size bự rồi. Con này mọi người mặc đi chơi thôi. Em này size to nhé mọi người, chấm bi. Eo tầm từ 84-88 nhá. Eo dưới 88 ạ. Em này mức giá của nó là 120, mã là 597. 120, mã số là 597 cho em ạ. Công sở này đẹp quá. Nhìn phát là biết hàng xịn luôn. À, Uniqlo này mọi người. Form này à, không đẹp không lấy tiền, 10 điểm luôn. Bà nào size M vừa cái này nhá. Đúng rồi. 69 không chị Zunia Nguyễn. Em này ạ, à, các chị không phải eo 72-75 mới vừa. Như em là mặc vừa này. Eo 72-75 nhá, 120, cực kỳ đẹp luôn. Uli 597 chị Hương Phùng. Mã số 41 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo, em này là mấy em chân máy công sở này nhé, 80 này. Đẹp, quá đẹp còn gì nữa. Em này ạ, à, các chị có vòng eo tầm 68-72, eo dưới 72 nhá, 80.000 thôi, mã số là 790. Đây, con này đẹp luôn. 41 cho chị Đức Minh Nguyễn. Con này đẹp luôn, chân máy xòe nhé mọi nhé, công sở đấy, màu xanh navy. Em này ạ, à, chị nào có vòng eo size eo tầm từ 70-74, eo dưới 74 ạ, 120, mã số 99 này, xòe nhé. Con này mọi người thêm một cái màu xanh đây. Xanh nhạt ở bên trên thôi, trên mấy công sở xinh đẹp luôn này. Form như em đang mặc luôn. Em này eo tầm từ 68-72, eo dưới 72 nhá. 120, mã là 673 này, màu này quá hiếm. Đó ạ, đây là máy móc đấy. Tiếp tục nhá mọi người nhá, chân váy lụa nhá mọi người ơi. Ủa sao cái này nó mặc kiểu gì vậy? 99 cho chị Nguyễn Thủy. Rồi xong, em này nó là mấy em bên ngoài để mọi người phối với áo váy á. Các loại váy dài, áo váy phông dài nhé mọi nhá. Em lấy mọi người với giá em này là 80.000 thôi. Bên ngoài là lụa nhá, phối với các loại váy phông dài cho em. Rất đẹp luôn. Ừ, nhưng mà nó là cái vạt nhá mọi nhá. Em này eo 60-66 ạ. Em này em lấy mọi người mức giá là 80.000 mã 706. 673 cho chị Dương Hướng. 706 nha em này.
Em đang tìm cho mọi người ô có mấy cái con hàng hiệu ở mà nó chữa ở chỗ nào em chưa cẩn thận khi mình thấy. Đây, mấy em này là chân dập ly nhá mọi người nhá. Chân dập ly đẹp chưa? Em này lấy 100 thôi. Em này các chị vòng eo 6872. Eo 72 quay đầu mà vẹt nhá, eo dưới 72 ạ, dập ly ạ, 100. Không phải nghĩ luôn, mã là 650. 100.000, mã số là 650 cho em nhá. Để em tìm mấy con ngắn ra hiệu thôi. Tôi nhìn thấy mấy con đấy ở khu nào. Tí nữa nhá. Tiếp theo này, Uliquilo thì phải. Đúng rồi. L64-70 của Uli nhá. L64-70 của Uliquilo này. 100.000, mã số là 19. 100k, mã số 19 cho em nhé mọi người nhé. Tiếp tục ạ. Eo tầm từ 64-68 ạ, eo 68 quay đầu và bẹt nhá. 120, mã số là 612. 120, mã số là 612 cho em. Chân váy thô này mọi người ơi. Chân váy thô nhá. Rất là đẹp luôn, xòe. Đây, dành cho các chị vòng eo tầm từ 62 cho đến 67, eo dưới 67 nhá. 120, mã số 19, 29. 120, mã số 29 này, chân váy xòe. 120 mã số 29 cho em này. Con này thì khá là đắt. Chất liệu của nó ly len nhá. Ly len siêu mát luôn. Ly len ạ. Em này ạ, eo tầm 74-78 chất liệu ly len nhá. Eo 74-78 120 mã là 691. 120 mã 691 công sở loan này. Đỉnh quá, chất loan lụa nhá mọi người. Eo 58. Vâng, eo đúng 58 ạ. Eo 58 đến 60. Eo 58-60, 120, mã là 799. Mấy cái vòng eo 58 này bán ra siêu phẩm. Tiếp theo em chân váy ngắn. 691 chốt chị Tuyết Minh Nguyễn. Đỡ được luôn ạ. Em này lấy một người 100 thôi. Các chị có vòng eo tầm từ 64-68, eo dưới 68 ạ, 100 nhá mọi nhá. Mã là 709 này. Ui, quá đỉnh luôn. 100.000, mã là 709. Ai cần to. Đây này mọi người ơi. Người nhìn đâu, chân này công sở như dưới xem nó dập ly này, đỉnh chưa? Những con này thì khó kiếm lắm. Đó, ai chưa có phải lấy ngay nha. Size M nhỏ nhé mọi nhá. Eo tầm từ 66 đến 70. Eo dưới 70 này, 120, mã là 619 này, size M nhỏ. 120, mã số là 619 cho em nhé, size to. Có size to. Chị thích size to kiểu gì? Đây, size to đây. Màu xanh la vi nhá, mặc lên với cái áo em đang mặc ok luôn. Em này các chị có vòng eo tầm từ 80-84 này chị ơi, em ơi con này đẹp này. Eo 80-84, eo dưới 84 nhá. 120, mã là 350 à. 120, mã số là 350 ạ. À. Tiếp theo em có một em công sở, chất liệu dạ tuyết ạ, à, siêu đắt đỏ nhá. Dạ tuyết nhá mọi ơi. Lên vợ chất liệu dạ tuyết hè đấy ạ. À. Đây chỉ có chân váy thôi chứ không có. Eo 60-66. Eo 60-65, eo dưới 65 nhá, chân váy dạ tuyết này, chất xịn cực luôn, dạ tuyết Nhật. Em này mức giá 120, mã là 765. 120, mã số là 765 cho em ạ. Tiếp theo, ai cần lụa thì lấy con này nhé mọi nhá, hàng của HM. Size này các chị size S cho em ạ. Lụa của HM nhá, à, vòng eo dưới 66 cho em, eo 62-66, hàng lụa của HM nhá. Eo 62-66, chất siêu mát luôn, lụa của HM này 120, mã là 675. Mặc lên đi không mặc luôn ấy. 120, mã số là 675 cho em nhé mọi nhé. Tiếp tục ạ. Em này là một em hàng xịn và còn mạc luôn nhé. Chất liệu của nó như hàng thiết kế ấy, màu đẹp quá này. Nhìn này. Ly dọc ok luôn. Em này ạ, à, eo tầm 64-68 này. Eo dưới 68 nhé, eo dưới 68. 120, mã là 710. 120, mã là 710 cho em nhé. Xòe công sở. Được con này size S này thì đỉnh quá. Xòe nhé mọi nhá. Eo 62-66 á, eo dưới 66 quay đầu mặc đẹp nhá. Eo dưới 66 120 mã là 763. Có mắt phê. 710 chị Huyền Trang đã. Chất van lụa không đẹp không lấy tiền nhá. Chất đẹp 765 chị Đinh Lệ Quyên. Chất siêu đẹp nhá. Eo 6872, eo 72 quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã là 665. Mọi người nhìn ở trên lại thấy độ ống của nó rồi. Mã số là 665 cho em nhé bạn nhá. 120, mã 665.
Đây, có một em này nó không phải là chất voan, nó là một em chất 763 Trần Hoài Thơm. Lên form rất đẹp nhưng mà nó làm chất của nó kiểu như nhung tâm mọi người lẫn đó là trong đây chất tổng hợp mà. Eo 58-62, eo dưới 62 nhá. Con này lên form không đẹp người tiền. 120 mã số 14 nhung tâm. 120 mã số 14 cho em này. Công sở này mới đẹp chứ. Form bút chì xịn luôn ạ. Có túi ấy mọi người ạ. Em này của Gu ạ. Eo 62 66 thôi. Eo dưới 66 là mặc đẹp. Max siêu eo 63 67 đi, eo dưới 67 hàng của Gu nhá, lên form đẹp lắm, bán chun. Em này mức giá 120, mã là 737, màu đỉnh luôn. 120 mã 737 này. Kẻ nhá mọi người, kẻ của Nhật thì không phải chê. Đặc biệt hàng đông của nó rất đẹp, eo 70 74 ạ, eo 74 quay đầu mặc đẹp nhá, eo dưới 74 120 mã là 631. Voan nhé mọi người, chân bé voan. Mát còn loài ra ngoài. Em này size S thôi mọi người ơi. Eo 62, 66 ạ. Eo 66 quay đầu mặc đẹp nhá. Em này em lấy mọi người 120, mã là 707 này. 120, mã 707 cho em. Chân bé thô ấy mọi người ơi. Chị nào tín đồ của hàng thô em nhìn mắt là thích luôn này. Chân bé thô nhé mọi người nhá. Hai bên có túi hộp này, mọi người nhìn nhá. Eo tầm 64, 68 ạ. Eo 68 quay đầu mặc đẹp nhá. Eo dưới 68, 120, mã số 80. $120 mã số 80 cho em nhé. 14 cho chị khoe ngô. Ôi, con chân này công sở đẹp chưa? Chân đuôi cá này mọi người nhìn nhá. Màu cũng đẹp luôn nhé. À, eo dưới 70 ạ, à, eo 64 70, eo dưới 70, 120, cầm cái chân váy nó khác biệt luôn. Mã là 537. 120, mã số là 537 cho em ạ. Em này là kiểu như gấm nhé mọi nhé. 631 chị Nhinh Đào. Kiểu như là gấm nhé. Ui, em này dài mắt cá chân luôn, nói chung là nhìn sang chảnh. Em cao 1m65 mà dài vậy luôn á. Em này eo tầm 70-74 ạ, sang chảnh lắm. 537 chị Hà. Eo 70-74 nhá. Em này 120, mã số là 708 này. Dài đến mắt cá chân luôn. Chất liệu như là gấm. 80 cho chị Hằng Nguyễn, không giấu. Chất liệu như là gấm luôn. Mấy em công sở nhá, dáng xòe. Con này size to nhá, em này 80. Xòe nhiều, xòe bồng tự nhiên nhá. Em này eo 80-84, eo dưới 84 nhá. 80.000, mã số em này là 735. 80k mã 735 thế này. Nhằng mới inbox đầy đủ dưới này chị. Con cô sở 15 gì đây bạn. Size S thôi. Eo 6266 ạ, chất mượt á. Eo 6266, 120 mã số 21. 120 mã số 21 cho em nhá. Em này mới còn tem. Hàng thiết kế. Eo này các chị eo 68-72. Eo 68-72 nhá, dáng chữ A này. 80.000, mã là 561. 61 cho em ạ. Mấy em chân váy chất liệu là cơ sống dập ly nhá. Eo 6872, eo dưới 72 ạ. 120, mã số là 772. 120, mã số là 772 cho em nhé mọi người nhé. Chân váy công sở đẹp chưa? Eo bé thôi. Eo 62, eo 60, 64, eo dưới 64 ạ. 100.000, mã là 694. 100.000, mã 694 cho em ạ. Đấy, gặp nhá. À không, con này là công sở. 772 cho chị Hạnh CP. Phố nhá mọi người, đẹp quá. Eo 64 cho đến 70. Eo 70 quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã số là 785. Bán chun nhá mọi người nhá. 120, mã 785. Con này chất quá phê luôn. Toàn cái màu, một tông màu pastel á. Eo 64 đến 70 ạ. Ôi, em này nó là quần nhá, lẫn một con quần này. 120, quá đẹp luôn. Eo 64 đến 70, eo dưới 70 ạ. 120 nhá. Đẹp quá. Mã số 31 này, mặc như chân váy luôn. 120 mã số 31 cho em nhé mọi người nhé. Tiếp tục. Con này là đuôi cá đấy mọi người nhé, size S thôi. Úi trời, chân váy này mặc đi làm thì đỉnh luôn. Eo tầm từ 60 66 á, eo 66 quay đầu nhá, eo dưới 66 á. 120 mã là 792. Đẹp quá. 120.000 mã số là 792 cho em ạ. Chân váy xòe nhá.
xòe em lấy 80 thôi. Eo 62, 66 á, eo dưới 66 nhá, 80.000 mã là 580. 80k mã 580, chân váy dài này, chân váy midi nhá mọi nhá. Midi Nhật, eo này các chị. Hoa dáng xòe dài đi em. Ôi cứ bình tĩnh, nó sẽ có hoa 792 chị hoa quá. Cái này chân váy tổng hợp nó sẽ hoa, tỷ lệ hoa nó không nhiều như chân váy von mọi người nhá. Eo 70, 74, eo dưới 74 nhá, 120, mã là 786 ạ. Đấy, thế em lại bảo mọi người biết nè. Chân váy này là chân váy tổng hợp là chủ yếu là dành cho các chị nào văn phòng công sở nhá. Còn chân váy hoa là mọi người vào chân váy van cho em, không là em ghi là chân váy van thì mọi người vào nhá. Eo 6872 này, eo 72 quay đầu mà đẹp nhá, eo dưới 72 hàng lụa rất xịn luôn. Em này mức giá của nó là 120, mã là 729. Em này chất đẹp chưa? Eo tầm từ 66 đến 72 này, 80.000 nhá, 80.000 chất đẹp lắm, mã là 502. 502 em, chân váy trắng rất là đẹp luôn. Ui bà ơi, 10 điểm luôn, size S ạ. Chân váy trắng nhá, eo dưới 66, eo 60, 66 nhá, eo dưới 66 ạ, 120, mã là 526 này, chất đẹp. 729 nhá, chị 526 cho em nhá, mọi người nhá. Mấy em chân váy công sở, hàng thiết kế, màu của màu xanh ngọc, rất là hiếm luôn. Không phải cậu đấy đâu, nó hơi xòe xòe một chút này, vòng eo 58 đến 60, quá đẹp luôn. Eo 58, 60, 120, mã là 582. Chân váy kiểu xòe nhẹ thôi, chữ A đấy ạ. 582 cho em nhá. Dập ly cho em này, dập ly lụa. 582 cho chị Dương được. Eo 6872, eo dưới 72 dập ly lụa nhá, 120, mã số là 37. 120.000 mã số 37. Lụa tiếp này. Lụa nhá mọi nhá. Eo 6470, eo 70 quay đầu mà đẹp nhá, eo dưới 70, 120, mã là 103. 120 mã 103 mà em chân váy công sở chất văn lụa. Đỉnh của chóp luôn. Lên form đẹp lắm. Nói chung cái này các chị bụng to cũng có thể chơi được, bụng em rất là to luôn. Eo tầm từ eo tầm dao động quanh 90. Nói chung là eo tầm 88 đến 90 cho em nhé. Em này 100.000, mã số là 748. 100k mã số là 748 em ạ. Con công sở chỉ làm được con công sở này em đi. Con này nó có đai đi kèm luôn. Nói chung là đỉnh luôn nhé mọi người. Có đai đi kèm luôn ạ. Em này các chị vòng eo tầm từ 64 đến 68 cho em này. Cùng có cả đai luôn nhé. Eo 64, 68, eo dưới 68 nhá, 120, mã số 81. Đỉnh đến nay là gì nữa? 120, mã số 81 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo, mấy em chân váy màu đen, phối nhá mọi nhá. Em này eo, đỉnh thế này, eo 62, 66 nhá. Bên này là hoa nhí, hoa nhá. Bên này là văn lụa này. Eo 62, 66 nhá, eo dưới 66, 120, mã số 48. 120, mã số 48 cho em này. Con này các 81 chị. 81 cho chị Kỳ Nam Nguyễn. Các chị mặc này. Con này tốt đẹp luôn. Eo 6872 màu đen nhá, xòe hơi vẩy ở bên dưới này. Eo 6872, eo dưới 72 ạ, chất van lụa nhá, 120, mã là 587, cầm rất nặng trên tay luôn. Chắc tay luôn ạ. Tiếp theo nhá mọi nhá. Một em này nó là một em công sở. Chất liệu nó là kẹt. Eo 70, 74 ạ. Eo 74 quay đầu mặc đẹp nhá, eo dưới 74 ạ, 100.000, mã là 503. Ui, con đen này đẹp quá. Chất đẹp lắm luôn. Em mặc lên 587 chị Suli Nguyễn. Eo tầm từ 6670 này, siêu đẹp nhá. Eo 6670, 120, mã là 775. Ôi 775 này. Em này là một em hiếm nha, hơi bị hiếm. Hơi bị hiếm nha. Em này các chị vòng eo tầm 64 đến 70 nhá, nó là một em hiếm. Hiếm quần là hay hiếm váy đây, hiếm váy này. Đẹp quá. Eo 64 đến 70, eo 70 quay đầu nhá. 775. Em này 120. Ôi trời, 120 thôi, mã là 522. Lên luôn. 120 mã là 522 cho em nhé. Mấy em chân váy dạ lông cừu. Nhưng mà con này là hàng hè nhá. Eo 58. Eo 58 chân váy lông cừu này. Em này mức giá của nó là 100.000 mã 599. 100.000 mã là 599. Mấy em chân váy kẻ. Bình thường mọi người sẽ không mà thấy cái kẻ đẹp như này đâu. Eo 58 nhá. Eo 58 60, eo dưới 60 này. 120 mã là 667. Kẻ rất hiếm luôn. 503 chị Dương Hoa Đá. Size S ạ, eo 60, 64 nhá, đẹp chưa? Eo 60, 64, eo dưới 64 ạ, 120, mã là 685. Có bán chun nhẹ nhá. Ui đây này, chị là khách cũ phải lấy ngay cái con này. Quả ly dập của nó này, Việt Nam mình không có làm được. Đẹp quá này. Nhìn phát đã thấy tiền triệu rồi đây. Eo 70, 74 này, eo 70, 74, eo dưới 74 nhá bạn nhá, 120, mã là 594. Ui, quả ly dập của nó đỉnh của chóp luôn. Đẹp chưa? Màu xanh rêu ạ. Mã là 594 cho em nhé. 594 cho em này.
Tiếp theo mà em chân váy ấy, bỏ ra chất liệu tơ sống nhá. Thì con này thì mặc vừa đẹp vừa mát luôn. Không phải tơ sống mọi người, chứ là van tơ. Cạp bỏ ra cạp hoa nhá. Eo 6266, eo dưới 66, chất liệu van tơ vậy. Van tơ, eo 6266 nhá, 120, mã là 370. 120 là 370, chân váy tông sỏi đen. 594 cho chị Hoàng Nguyễn Thị. Chân váy là chân váy lông cừu nhá mọi người nhá. Chân váy lông cừu đấy ạ. Cái gấu nó hơi vẩy nhá. Em này thu hè thu đều ok. Eo 6670, eo dưới 70 nhá. 120, mã là 513. Hầu như là đều bán chung một chất đẹp quá này. Chất siêu đẹp luôn nhá. Em ơi lên form đúng như con em đang mặc đây này. Trời ơi. 10 điểm cho các bà béo là đẹp rồi, bà gầy mặc lên cái đẹp luôn. Eo 70-74, eo dưới 74 nhá. 120, mã là 695. 120, mã là 695 cho em nhé mọi nhé. Em ơi, em chỗ nào là chỗ họa tiết mang lên. Em 139 Diệp Huỳnh. Em này ạ, các chị có vòng eo tầm từ 68-72 tiếp này. Thu Hà Nguyễn lấy con này về mặc đã có chưa? Eo 6872, 120, mã số 300. 120.000, mã số 300 cho em này. Form ngắn vừa phải nhé mọi nhé. Em này ạ, các chị có vòng eo tầm 72-75. Eo dưới 75 nhé. Em này mức giá của nó là 100.000, mã là 633. 100k mã 633 cho em nhé mọi nhé. Tiếp theo em chân váy ngắn nhé, xòe. Nói chung là xòe ngắn thì có thể là eo 6266, eo dưới 66 á, 80.000 mã số 100. Chất non lụa rất đẹp luôn. 80.000 mã số 100. Chân váy dạ kiểu như là dạ tuyết nhé mọi nhé. Đây ạ. 633 chốt chị Linh Hà. Em này ạ, các chị có vòng eo 6266 á, eo dưới 66 nhá. Chất đẹp lắm, 100.000 mã số 70. Không đẹp không trả lại. Chân váy dập ly này mọi người. Dập ly các chị eo 72-75 ạ, eo dưới 75 nhá. 120, mã số 90, dập ly nhá. 120, mã số 90 cho em này. Ui, con này chị eo 58 các bà ơi. Chết rồi, gấm nhá mọi ơi. Eo 58 chuẩn ạ, eo 56-58 thôi ạ. Em này 120, mã là 635. Hiểu thế này. 90 cho chị Hoa Hướng Dương. Đây là có một em chân váy này, nó là chất liệu nhung tâm lúc đấy. 1 thu nhá. Eo 6266 này, em lấy 100 thôi. Eo 6266 nhung tâm nhá, 100.000, mã là 432 đang hot tăng quá. Châu ơi, kiếm chị mấy con đen dài miền Bắc. Có ở đây. Chị Su Linh Nguyễn. Chị Su Linh Nguyễn eo bao nhiêu ấy? Eo chị có bằng eo em không? Em 74-78 không? Em này ạ. Đen dài nhiều đấy, ở sau đầy. Em này ạ, à, eo tầm từ 78-82 này, đẹp chưa? Eo dưới 82 nhá. Em này 120, mã số là 549. 120.000, mã số là 549 cho em nhá, hỏi nhá. Đây là một em rất khó kiếm luôn. Em này nhá mọi người ơi. Đây mọi người nhìn nào, chỗ này nó có một cái đai ở đây nhá, chất liệu thun đấy. Ok chị, chất liệu thun nhá. Con này các chị eo tầm từ 65-70, đẹp dã man luôn. Eo 65-70 nhá, eo dưới 70 này. 120 nhá, mã là 912. Đường ly rất đẹp luôn. Ok, để em tìm cho nha. Bằng eo trâu hả? Em họa tiếp. Chân váy midi nhá. Con này mới còn lấy luôn. Có đai nhá mọi nhá, có đai đi kèm. 912 chị Tuyết Minh Nguyễn. Có đai đi kèm luôn này các bà ơi. Quả đai này, quả đai pin của nó đi kèm với cả ấy luôn nhá. Đây, đúng không? 549 cho chị Dương Hoa. Có đai đi kèm nhé mọi nhé. Em này ạ, à, các chị có vòng eo, eo tầm từ 76-80, eo dưới 80 có đai đi kèm nhé. Em này ạ, à, 120, mã là 547. 120, mã số là 547 cho em nhé. Đây, em dài. Ủa, con này mặc lên các bạn không đẹp, tôi cho trả lại hết. Chân váy đuôi cá dài nhé mọi nhé. Ôi, sang xịn mịn đã man. Size M cho em ạ, à, vòng nào ra vòng đấy luôn, đuôi cá đấy ạ. Em này các chị vòng eo tầm từ 72-75, eo dưới 75 cho em nhé. Em này mức giá của nó 120, mã số là 75 này, đuôi cá này, quá đẹp. 120, mã số 75 cho em nhé bạn nhé. Tiếp theo chân váy kẻ này. Chân váy này là chân váy dạ kẻ. Mặc nhé, mùa hè không phải mùa đông đâu. 547 cho chị Hồng Nguyễn. Dạ kẻ nhé bạn nhé, em này lấy 100 này.
Em này ạ, các chị có vòng eo size M, eo 6872, eo dưới 72 nhá. 100.000, mã số 338. Bài 5 cho chị Tiểu Linh. 100.000, mã số 338 cho em này. Một em quần gen siêu sang chảnh. Quần gen nếu mà hơi size S thôi. Em này eo dưới 70 thôi, quần gen nhá mọi nhá. Quần ống đứng gen ấy. Eo tầm từ 64 đến 70, eo dưới 70, quần gen này 120 thôi. Mã là 520, quần gen đen. Em chân váy đen dập ly dài nhé mọi ơi. Dập ly dài luôn. Chị nào sang chảnh thì lấy cái này luôn. Đây, có túi nhé mọi nhé. Dập ly hết luôn. Dài mắt cá chân luôn ạ. Cái này gì sang, quyền lực. Em này ạ, eo 6266 nhá. Mọi người thích cắt đi cũng được, nhưng mà thôi đừng cắt. Nếu là lên được con này đẹp quá. Eo 6266, eo dưới 66 nhá. Em này 120, mã là 101. 120 mã là 101 cho em nhá. Em có váy giả quần không chị ơi? Quần giả váy hả? Con này có đai của nó đi kèm luôn nhá mọi nhá. Em này các chị vòng eo tầm từ 70-74 này. Eo 74 quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 532 này. 120.000 mã là 532 cho em này. Mấy em chân váy công sở ngắn nhá. Cái này mọi người thành chân váy chữ A, form rất đẹp luôn. Nói chung là nếu mà mọi người mặc lên thì mọi người sẽ thấy rất thích luôn. Da như hàng thiết kế luôn ấy. Mọi người mặc bình thường cũng được, mặc với 2 giây đi chơi ấy, không cần phải cái đâu, không sợ đâu. Eo 60-64, eo dưới 64 nhá. 80.000 ạ, à, mã là 686. Có đấy chị Kim Yến. 80.000 mã là 686 cho em ạ. Của em chân váy trắng nữa này. Chân váy trắng này à, các chị có vòng eo tầm từ 74-76 đó. Eo 74-76 nhá, eo dưới 76 cho em này. 80.000 nhá. Mã số em này là 608 này. Chân váy A thì hiếm. Mã 608 cho em nhá. 608 cho em. Tiếp tục ạ. Hôm nay chỉ có chân váy chị ơi, không có quần đâu ạ. Hôm nay em không làm quần mọi người ơi. Em thiết kế này. Con này có mác đi kèm trước, có, à kiểu có dây xích đi kèm trước ấy. Đây. Này, con công sở này đẹp chưa? Cái này là mác của nó nhé mọi người. Eo tầm 80-84 đây mọi người ơi. Xịn lắm. Eo 80-84 ạ. Eo 84 quay đầu nhá, eo dưới 84 này. 80.000 mã số 66. 80k mã số 66 cho em nhé. 608 cho chị Lê Hạnh. Chân váy vin nhé mọi ơi. Chân váy vin. Vin như phong công sở nhá, đỉnh của nó đấy, mặc với áo quan lụa Nhật một màu ấy ạ. Eo tầm từ 66-70, eo dưới 70 ạ. 120 mã là 504. 120 mã là 504. Ai sẽ là được em này nhờ. Họa tiết siêu chảnh luôn, hoàng gia luôn đấy. Eo tầm từ 60-65 ạ, eo 65 quay đầu nhá, eo dưới 65, 120, mã là 712. 120.000, mã số là 712 cho em ạ. 66 cho chị Lý Bách Ly. Hiệu Ly Lem siêu đẹp luôn. Size chị S thôi, nhưng con này là ra hàng form hiệu luôn. Đây ạ. Này nhá, nó có một cái dây để mọi người lồng qua eo ấy, mọi người buộc sang bên này. Nha. 712 chị Dương Hướng. Con này xịn luôn, ly len của nó xịn lắm luôn ấy. Eo tầm 60-64 nhá mọi nhá. Eo 60-64, eo dưới 64 này. 120 mã là 348. 120.000 mã 348. Chất con lụa nhá mọi nhá. Hàng hiệu này. Celine. Còn mới con ten luôn nhá. Nào rồi sắp mấy cái thương hiệu Nhật cho các bà biết rồi. Eo 74-78 ạ, eo dưới 78 nhá. 120 mã là 510. Lên form đỉnh luôn. 120.000 mã 510. Con lụa này. Chứ đi mặc như nào. Nào, em chân váy em này của Gu nhá mọi nhá. Bán chun này. Eo tầm từ 64-68 ạ, eo dưới 68 nhá. Em này 120, mã số 62, bán chun này. Quan lụa các bạn nhá. 348 cho chị Nguyễn Huyền Trang. Eo tầm từ 64-68 ạ, eo dưới 68 nhá. 120, mã là 746. Chân mấy xe kẻ nhá, hơi hiếm đấy. Em này ạ, size eo dưới 70. Eo 60-70 ạ, eo dưới 70 nhá. Em này 80.000 thôi, mã là 682. 80k mã số là 682. Chân váy xòe, chất đẹp dã man. Eo 58. Eo 58 nhá mọi nhá.
Trời ơi, hắn thiết kế ra được cái này luôn ạ. Eo 58 chất không chê được điểm gì luôn. Eo 58 60 cho em ạ. Em này 120, mã là 301 này. Sau mấy cái bà eo 58 này có nhiều con đẹp quá. Tiếp theo mà em chân váy kẻ nhé mọi người. Bán chun chị ơi. Em này à, em này các chị có vòng eo tầm từ 64 đến 70. Eo 64 70 nhá. Eo dưới 70 ạ, bán chun cho em. Em này 120 nhá. Mã số em này là 620 ạ. Kẻ nhá. 120 mã là 620. 120 mã 620 cho em này. Tiếp theo một em màu đen. Chất liệu đỉnh chóp luôn. Dáng hơi xòe nhẹ nhá, giống như ở bông hoa lạc kèn úp ngược lại rất đẹp luôn. Em này ạ, eo tầm từ 68 đến 72. Eo dưới 72 quay đầu mặc đẹp nhá. 120 size M chuẩn đấy ạ. Mã số là 87. Hoa lạc kèn úp ngược. Tiếp theo một em chân váy kẻ. Chân váy kẻ này ạ, size eo tầm từ 64 cho 70 nhá. Chân váy kẻ dập ly. Eo 64 đến 70, eo dưới 70 ạ. 120, mã là 655. Chắc đẹp quá đi. Chân váy kẻ dập ly đấy. 120, mã là 655 cho em này. Ai cần sang chảnh? 87 chốt chị Phương Nguyễn. Ai cần sang chảnh ạ? Em có một em chân váy dạ tuyết cực kỳ đỉnh luôn. Đây mọi người nhìn này. Đỉnh lắm luôn, từng cái họa tiết của nó rất đẹp luôn. Các họa tiết của trên dạ tuyết của bọn Nhật á, không thể chê được. Eo 62, 66 á, eo dưới 66 nhá. Chân váy dạ tuyết này 80 rồi. Mã số là 25, em bán rẻ vì nó là ngắn đấy. Còn bình thường là em bán theo giá. Đấy, chứ còn em không có chặt chém nhá. Của Gun size S này. Eo 60, 64 nhá. Eo 60, 64, eo dưới 64 ạ. 120, mã là 762. 120, mã là 762 cho em ạ. Chân ly len nhá mọi người nhá, chất thô mát. Chất liệu của nó là ly len, xòe nhá mọi người nhá, hoa. Em này các chị có vòng eo tầm từ 70-74. Eo 74 quay đầu mặc đẹp nhá. 120, mã là 736. 120.000 mã là 736 cho em ạ. Cái tông màu này làm sao có thể chê được chứ. Một con chân máy thiết kế hàng hiệu như thế này thì lên cái form này không thể nào đỡ được. Đẹp ra man luôn. 25 chốt chị Trần Hoa. Có túi ở đây nhá mọi người nhá. Những con này mọi người đi tìm không tìm được con ấy. Mọi người nhiều lúc mọi người bảo muốn tìm một con chân máy xòe chẳng hạn, chất liệu nó đẹp chẳng hạn, chưa biết mua ở đâu. Mà những chỗ nó bán những chất đẹp như này thì giá nó rất là chát. Thì đến đây, chân váy này đẹp. Eo tầm 60, 62 tầm 68 này. Con thêm này thêm một cái đai vào thì đỉnh chóp luôn. Eo dưới 68 cho em nhá. Em này 150, không thể nào mà đẹp hơn được ạ. Mã số này là 556 này. Eo dưới 68, 150, mã 556. Đây, chân váy phê quá gì nữa. Từ nãy giờ chưa thấy con nào mà chê luôn á. Ui giời, chân váy xòe hoa nhé mọi nhá. Chị Anh Phúc. Em này eo 72-75 nhé mọi nhá. Eo 72-75, eo 75 quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 723. 120 mã là 723. Các bà có nhìn thấy gì không? Nhìn lên họa tiết sang chảnh chưa? Cần phối đơn giản thôi ạ, nhìn là quyền lực lắm rồi. Eo 68 đến 72, eo dưới 72 ạ. 120 mã là 775. 120 mã số là 775 cho em nhé mọi nhá. Đây. Chị nào cần lên form bút chì ạ? Em này của Zara. Size M nhá mọi nhá, của Zara size M này, lên form bút chì này. Nhanh tay. Form cực đẹp luôn. Eo 68 72 nhá, lên form kiểu bút chì luôn ấy, bút chì xịn luôn đấy. Eo 68 72, eo dưới 72 ạ. 120 mã số 85. Quá đẹp. 120.000 mã số 85. Mấy em chân mấy công sở này eo bé tí luôn ấy. Con này ngắn lấy 80 nhé bạn nhé, cho mọi người mặc công sở. Form đẹp lắm. Eo tầm 60, eo từ 58 đến 62. Eo dưới 62 nhá, 80.000, mã là 646 này. Hình đồng hồ cát ấy. Màu này đẹp quá. Màu này này. Trên mọi người phối một cái xanh lá xanh như em đang dây, như cái dây này là một này. Xanh đậm hơn một tí hoặc là xanh lá cây, ok. Đều lên được rất đẹp. Eo 68 72, eo dưới 72 ạ. 120, mã số là 35 hoặc những cái sơ mi von Hàn em bán cho mọi người. Thậm chí là một màu nữa kèm. Đây ạ, những con tân chân váy này màu tông màu của nó phê luôn. Lúc nào mọi người ơi, mai ngày mai có sơ mi von Hàn á. Toàn sơ mi von đẹp mọi người phối vào những con này thì quá là phê luôn. Đây đằng sau của nó còn như này nhá mọi nhá. Đẹp quá đi nhìn gì nữa.
các chị có vòng eo tầm từ 70-74. Eo 74 quay đầu nhá, eo dưới 74 ạ. 120, má là 783. 120, má 783. Tiếp tục ạ. Rồi em chân váy chất liệu là ly len. Mát quá. Chất sợi ạ. Chị Thị Hoa Phạm. Em này chị Nhật mới có, Việt Nam mình ít khi có lắm. Eo 6872 chất liệu ly len nhá. Em này 120, mã số là 400, à 40. 120, mã 40. Đây ạ. 783 chị Mi Tu. Em này vào eo 6266 lấy ngay cho em. Lên form đẹp chưa? Không hiểu có con thứ hai luôn. Eo 6266 nhá. Em này 120, mã số 67 này. Form cực kỳ đỉnh. Kỳ đỉnh luôn. Tiếp theo chân váy văn lụa các bạn nhá. 40 cho chị Nguyễn Thủy. Dạ, chỗ này toàn tông màu pastel, mọi người nhìn đấy. Toàn tông màu pastel luôn. Em này size S nhá bạn nhá. Chân váy lụa gấm Đỗ Huyền. Em này ạ, các chị có vòng eo tầm từ 60 đến 65 lụa gấm nhá. Eo 60 65 này, em này mức giá 120 lụa gấm nhá. Vin ấy, mã là 129. Chỗ này toàn màu pastel, không biết làm như thế nào với cái này luôn á. Tiếp theo với em công sở tiếp này. Lên form đỉnh quá, có nơ thắt nhá, dáng của nó như kiểu bép lăm ấy mọi người. Em này ạ, à, eo 64, 68. Eo dưới 68 nhá, con này quá đẹp. 80.000 mã là 514. Con em công sở đấy chưa, còn nhiều lắm ạ. Em không sở, ngày hôm nay chính là sở trường của em. Các bà ơi, hôm nay là những cái con chân váy á, rất là lạ mọi người còn chưa gặp được ấy. Thì nó ngày hôm nay sẽ được gặp nhá. Đó, chất đẹp chưa. Em này ạ, à, các chị có vòng eo tầm từ 74, 78 nhá. Em dưới 78 ạ, 120, mã số 13. 120.000, mã số 13. Anh Phúc. Màu đẹp chưa? Form đẹp nhỉ? Em này ạ, các chị có vòng eo, eo 6872, đẹp chưa này? Lấy luôn, eo 6872 ạ. 120, mã là 531. Mặt mình làm đúng không? Phê, mất người luôn. Này, chiều dài của nó rất là vừa phải và đẹp luôn nhé. Màu xanh ngọc. 13 cho chị Huyền Trang đặng. Toàn chất đẹp thôi. Em này ạ, các chị có vòng eo 6872 tiếp này. Eo dưới 72 nhá. 120, mã số là 649 này. Mọi người 531 mua 531 chị Phương Phạm. Mua 10 con này á. Không bằng con hàng mới luôn á. Chân váy thô ấy mọi người ơi. Chân váy thô này, có đai. Ôi, đẹp quá. Eo 60-64 nhá, có đai đi kèm. Eo 60-64 120, mã số 54. Có kiếm đấy này. 120, mã số 54 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ, chân váy thô tiếp nhé mọi nhá. 649 cho chị Huyền Trang. Con này là chân váy midi, eo tầm 58-60. Chân đuôi cá nhé, eo 58-60, eo dưới 60 thôi ạ. Em này 120, mã là 601, midi dài. Màu pastel siêu đẹp. Em này ạ, các chị có vòng eo tầm từ 74-78 ạ. Eo dưới 78 nhá. 120, má là 575 này. Phong đỉnh vậy. Màu hồng đi các bà ơi. Rồi, eo tầm từ. Ôi, con này hơn cả thiết kế luôn mọi người nhìn này. Chất liệu đẹp lắm luôn ấy. Không có chê điểm gì luôn. Eo 62 cho đến 67 ạ. Eo dưới 67 nhá. Eo tầm từ 63-67. Eo dưới 67 ạ. 120, má số 57 này. Chân váy thô màu hồng nhé mọi người. Chân váy thô màu hồng này, mùa hè ạ. Eo này đẹp chưa? Eo 64-68, eo dưới 68 chân váy thô nhá, 120, mã là 656 này. Cái màu này khó kiếm. 120 mã 656 cho em này. Ngắn hơn nhá mọi người nhá. Eo 64-68 nhá, eo 64-68 ạ. Em này 100, mã số 66. Ôi, mấy con màu hồng ấy mọi người không chốt thì phí quá. Đây, con như này nữa. Không có tìm được đâu, lô sau rồi, tôi không có làm chân váy tổng hợp này nữa đâu. Đây, những con form này thì lấy đâu nha. 57 cho chị Dương Hướng. Em này chị size to nhá. Em này các chị có vòng eo tầm 90. Eo quanh 90 nhá, eo dao động quanh 90 nha em này. Em này mức giá của nó là 120, mã là 524. Màu xanh ngọc này. Em này của Uniqlo. Eo tầm từ 65 đến 70. Eo dưới 70 nhá. Uniqlo này em lấy mọi người 100.000 mã số 73, hàng hiệu Uniqlo này. 100.000 mã số 73 nha em nhá. Tiếp tục chân váy kẻ.
kẻ mọi người ơi. Em này các chị vòng eo tầm từ 65 đến 70. Eo dưới 70 nhá, 120, mã là 779. 120, mã số là 779 cho em này. Vòng lụa nhá mọi người ơi. Eo 62, 66. Eo 62, 66 á, eo dưới 66 nhá, 120, mã là 757. 120, mã là 757 cho em này. Sở đen nào, ông sở đen đầu tiên nào. Form đẹp chưa? 10 điểm. Em này ạ, à, các chị có vòng eo tầm từ 72, 75. Eo dưới 75 ạ, 120. Mã số em này là 756 này. 757 chị Kỳ Nam Nguyễn. Màu đen nhé, bán chun cho em này. Em này ạ, à, của Gu. Eo tầm từ 64, 68 nhé. Form quá đẹp không? Chất co giãn nhẹ. Eo 64, 68 ạ, 120, mã số 71, phong bút chì ạ, xẻ sau. 120, mã 71 cho em nhé mọi người nhé. Em đen giật đi xòe nhé mọi người nhé. Em này các chị có vòng eo 64 đến 72, xòe đen ạ, eo 64 đến 72, eo dưới 72 ạ, 120, mã là 638. 120, mã là 638 cho em này. 120.000, mã số là 638. 756, chị Yến Nhi Nguyễn. Chân này các chị sẽ rất thích. Đẹp lắm, chất liệu có giãn nhẹ nhé mọi người. Bên này em có like hết được cái chỗ này 638 chị Như Phúc. Eo 70, 74 nhá. Eo 70, 74 các chị này. Em này 120, mã số 95. Vâng, quá đẹp. 120.000, mã số 95 cho em nhá. Chân này em họa tiết này. Chân này họa tiết nhá, hàng Pháp cho em. Form Âu đấy mọi nhá. Eo 66, eo 65 đến 70, eo dưới 70 ạ, 120, mã là 552. Có ghi vòng eo ấy có. Tiếp theo mà em midi dài nhé mọi ơi. Này, midi dài hẳn đến mắt gần như đến mắt cá chân luôn mọi người. Em này eo tầm từ 76 đến 80 nhé mọi nhá. Eo 80 quay đầu. Eo 76 80 chân váy midi dài nhá. 120, mã là 915. 552 cho chị Trần Kim. 120, mã số là 915 cho em nhé mọi nhá. Màu đen công sở đấy, chất của nó. Nó cứ chảy ra sướng mẹ trưởng luôn. Eo tầm từ 66 đến 70 nhé mọi nhá. Eo 70 quay đầu, eo dưới 70 nhá. 120, mã là 595. 120, mã là 595. Đen công sở tiếp ạ. Con này à, con này thì kiểu sang chảnh. Sang chảnh ạ, à, con này bé lắm. Eo này chỉ 58 thôi. Eo tầm 58 đến 62 nhá mọi người nhá. Dài, chân váy dài. Trên mọi người mặc một cái hai dây đen đơn giản lắm, tôi ghi. Eo tầm 58 đến 62, eo dưới 62 ạ, 120, mã là 562. 120.000, mã số là 562 nha nhá mọi người nhá. Chân váy trắng dập ly không? Chân trắng dập ly, em này của Uniqlo. Size S này. Đỉnh quá, eo 62, 66 nhá. 595 chị Trần Hoa. Eo, anh không bật điều hòa nóng thế. Eo 62, 66 á, eo dưới 66 nhá, 120. Mã số em này là mã số 40. Xong cái đấy rồi nhá. 562 cho chị Kim Yến. Chân mấy kẻ dập ly nhá mọi nhá. Size S ạ, à, eo 62, 66 nhá, kẻ dập ly ạ, eo dưới 66 á, 120, mã là 550. Anh nhìn lên mặt em đỏ hồng. Tiếp theo này. Ui trời ơi, con này ghê. 102 luôn. Mọi người nhìn chưa? Chỗ này của nó này. Quá đẹp luôn. Không đẹp chưa? Kể mà có người em sẽ bảo các bạn ấy mặc cho đấy. Eo 6872 nhá, size M cho em này. Eo dưới 72. 120, mã số là 598. 120, mã số là 598 ạ. Con này đẹp quá. Các chị size L nhá. Eo dành cho chị eo 74, 78, dập ly đen. Eo 74, 78 nhá. 120, mã số là 652. Đẹp như này làm gì nữa. Các bạn có chi gì nữa. Mà em gen trắng nhá mọi người. Gen trắng ạ, con này là con thứ hai em mới dám lấy đâu. Gen trắng này các chị có vòng eo size M. Eo 65 đến 70. Eo dưới 70 gen trắng nhá. Gen thì mặc lên bao giờ cũng có sang riêng. 100.000, mã là 622. Gen nhập rất đẹp luôn. Chân váy kẻ ô nhá mọi người nhá. 652 cho chị Hà Nguyễn. Đây, chân váy dạ kẻ nhá. À chân
chân váy mùa hè, chân váy kẻ, vải kẻ không phải dạ đâu, như dạ tuyết thôi. Eo 6872 ạ, eo dưới 72 nhá, 120. Mã số em này là 7769, 120 mã là 769 nha. 120 mã là 769 nha anh nhá. Chất lụa nhá. Chất liệu của nó là lụa cho em nhé mọi nhá. Lụa, hơi xòe nhẹ. Em này, 22, eo tầm 70-74, eo dưới 74 ạ. 120, chất liệu lụa nhá. Mã là 3360. 120, mã số là 360 cho em ạ. Con này chất liệu co giãn cho em này. Em này là hàng thiết kế nhá. Chất liệu co giãn 7 đuôi cá. Không có gì để bàn luôn ạ. Eo tầm từ 65-70. Chân vải đuôi cá chất liệu co giãn nhá. Eo 65-70, chất đẹp mới cứng luôn mà chất vải form dày dặn á. Eo dưới 70 nhá. Em này 120, đuôi cá nhá. Mã là 629 này. Có một con duy nhất. Mã 629 có một con duy nhất thôi. Tiếp theo mà em này nó là 360 chị Tích Nguyễn. Cái đai này của nó hơi đắt. Màu đen này. Chưa thấy 629 chị con cầu già. Đẹp chưa? Con này chân hơi vẩy với cá nhẹ nhé mọi nhá. Hơi vẩy với cá nhẹ này. Em này ạ, các chị có vòng eo, eo 7275, eo 75 quay đầu mà đẹp nhá. Quá đẹp, 120 mã là 768 này. Em mặc con này lên đẹp luôn. 120 mã là 768 cho em nhá. Và em chân váy công sở. Chất liệu của nó kẻ nhé mọi nhá. Eo 66, eo 65 đến 70, eo dưới 70 nhá. Kẻ sọc gọc xuống ạ, người dài lắm. 120, mã là 525 này. Chị đọc thấp thấp đấy. 525 cho em ạ. Ủa con này các chị quá. Chất liệu co giãn nhá. Form đẹp lắm. 7, 6, mặc 8, đến đâu không bao người đấy luôn. Eo 6872, eo dưới 72. 120, chất liệu co giãn nhá. Mã số 97. Mã số 97 trên. Gấm ạ. Không sợ gấm nhá. Đây. Chất liệu là gấm nhá. 97 cho chị Phương Nguyễn. Em này các chị có vòng eo tầm từ 72-75, eo dưới 75 gấm này. 120, mã số là 573. 120, mã số là 573 cho em nhé mọi người. 120, mã số là 573. Tiếp tục ạ, chân váy da beo. Em này đẹp quá này. 525 cho chị Phượng Trần. Em này các chị vòng eo tầm 68-72. À, nhầm. Eo 78-82. Eo 78-82 nhá, dạ da beo này. Eo 78-82, 120 mã số 500. 120.000 mã số 500 cho em nhá. Có lớn mà em này là nó là chất liệu gì đây? Mát này. Nó là len nhá mọi nhá. Len này hàng của HM. À hàng của Gu, xin lỗi mọi người. Eo 6266 của Gu nhá. Chất liệu lanh mát này. Eo 6266, lanh này em lấy 100 thôi. Mã là 679 này. Chất mát 679 nha này. Đây một em gen. Một em gen siêu sang chảnh ạ. Gen mềm lắm. Eo tầm từ 60-64. Eo 60-64, eo dưới 64 nhá. Gen này 100.000, mã số 96 này. 100k mã số 96 cho em nhé. Này ạ, có đai không? Không phải, cái này đai không phải là đai. Hai cúc nhá. Eo 6872 siêu đẹp luôn. Eo 6872 quay đầu mặc đẹp nhá. 120 mã là 570. 120.000 mã số là 570 nhá. 96 chị Đặng Tuấn Tiến. Sang chảnh này các bà ơi. Ui. Đỉnh của chóp luôn, mọi người nhìn thấy họa tiết của nó chưa? Em này ạ. À, em này các chị có vòng eo tầm từ chắc là 74-78 quên mất. Rồi, eo 72-75. Eo 72-75 nhá, eo dưới 75 ạ. À, 120. Mã số là 327 ạ. À. 120 mã là 327 cho em này. Eo 68-72 mọi người nhá. Eo 68-72 form đẹp chưa?
eo 6872 120 mã số là 739. 120.000 mã số là 739 cho em nhá. Giật ly này. Eo 6267 cho chị Huyền Nguyễn. Eo 6266 ạ, hàng Vin ạ. Eo 6266 nhá. Em này 120 mã số 11. 120 mã số 11 cho em nhá. Công sở đen. Công sở đen nhá mọi người nhá. Mới còn tem luôn. 739 cho chị Hoàng Kim Ngân. Em này ạ, các chị có vòng eo 6872 cũng mới còn tem. Eo 6872 120 mã là 767. 120.000 mã số là 767 cho em. Tiếp tục ạ. À. Em này một xanh navy nhá, chất ly len cho em này, sợi nhá. Nhìn rõ từng sợi một ạ. Mặc lên rất là thoáng, mùa hè này công sở mặc quá đẹp luôn. Em này các chị có vòng eo 6266. Eo 66 quay đầu nhá, eo dưới 66 ạ. 120 mã là 751, chất ly len xịn cực kỳ luôn. 751 cho em nhé các bạn nhá. Tiếp theo mà em tập ly. Có một con gấm này. Nhá mọi người, em dập ly này. Con này các chị có vòng eo 6468. Eo 6468 nhá, eo dưới 68 ạ. 120 mã là 609 ạ. Chất mới cứng bọn em. 120 mã 609. Đây dập ly gấm nhá mọi người nhá. Ôi giời ơi, vòng eo 58 rồi. Dập ly gấm màu vàng nhá. Chỉ cho chị Nguyễn Giang. Em này ạ, các chị có vòng eo 5860, eo dưới 60 gấm dập ly nhá. 120 mã là 336. 120 mã số là 336 cho em này. Con đen công sở này các bạn. Chị nào cần đen công sở nhé các bạn nhá. Nào size to. Size L cho em này. Rồi eo 7275 này. Eo 7275, eo dưới 75 ạ, 120, mã số 53, chất không đẹp không lấy tiền. 120, mã 153 cho em nhé, mấy em chân xòe ngắn này. Eo 6468 ạ, eo 6468 nhé, chân xòe này. Eo dưới 68 ạ, 80.000, mã là 771. 83 mã 771 cho em. Mấy em chân bé họa tiết nha. 53 cho chị Hà Giang Antico. Đỉnh chót nhá. Eo 6468 ạ, eo 68 quay đầu mặc đẹp nhá. Eo dưới 68 ạ, 120 mã là 391. 120 mã 391. Tiếp tục. Em ly len nhá. Em ơi chất này đẹp. Ly len ngắn ạ, màu của nó hơi phớt xanh nhá. Em này các chị vòng eo 6266 nhá. Eo dưới 66 ạ, chân váy như chân váy chị A luôn. 80.000 mã là 207. 83 mã số là 207 cho em này. Màu xanh rêu. Xanh rêu đấy mọi người ơi. Phê phê. Em này ạ, các chị vòng eo 6266 ạ. Đây form đẹp lắm. Eo 6266, eo dưới 66 nhá. 120, mã số là 91. 120, mã số 91. 771 chị Đinh Chính. Không có nhiều lắm. Em đang không biết con màu hồng này. Trời ơi, có cái sơ mi lam trắng hoặc là ấy bên trên là mặc này. Eo nào. Không có chị xin trái. Vừa thỉnh thái em có gọi đây. Nhưng mà cái eo 84 thì hơi khó nhỉ. Eo 66 đến 72, eo dưới 72 nhá. 100.000, mã là 677 này. Để em xem nhá. Con dập ly đẹp quá. Em này ạ, à, eo 62, 67 cho em này. Dập ly nhá bạn nhá, chất nhẹ như không luôn. Eo 62, 67, eo dưới 67 nhá. 120, mã là 683. 120, mã là 683. Mark ở đây nhá. Eo 6266 này. Eo 6266 120 mã là 540. Em chân váy màu vàng. Con này thì mọi người mặc phối với cái màu khác ở bên trên nhé. Em đang mặc một cái này nó không ra được. Em này các chị vòng eo tầm từ 64 đến 70. Eo dưới 70, eo 70 quay đầu đều nhá. 76 về 72, mã số em này là 72. Ừ, chân váy đã có siêu phẩm đây rồi.
Size L 62 66. Này, bạn nào L 62 66 lấy luôn này. L 62 66 nhá, L 66 á, những con như này thì không có. Kiện một vài con. Mấy kiện mà có vài con này. Em này L 66 nhá, 150 mã số 15. 150 mã số 15 cho em này. Tiếp theo mấy em chân váy kẻ của Gu nhá bạn nhá. L 64 70, chân váy kẻ của Gu, kẻ. L 64 70, L 70 quay đầu mặc đẹp nhá. L dưới 70, em này mức giá có 120, mã số là 701. 120 mã là 701 cho em này. 15 cho chị Hà Phạm. Em dạ, chân váy này, họa tiết nhỏ nhỏ nhá. Em này eo tầm 68 72, eo dưới 72, 120, mã là 568. 120 mã 568 ạ. Tiếp theo. Đây là em hàng thiết kế nhá. Mọi người nhìn này. Chất siêu đẹp luôn, hết sảy cái màu 7 nhá. Em này eo tầm từ 66 70 ạ, eo dưới 70 nhá, có vạt này. 100.000 mã là 742. 100k mã số là 742 cho em. Tiếp theo. Pin nhá mọi ơi. Chân váy pin nhá mọi nhá. Nó có vạt đấy ạ. Vạt này này. Em này ạ, eo tầm từ 68 đến 72 ạ. Eo 72 quay đầu nhá, eo dưới 72 ạ. Em này mức giá của nó là 120, mã là 546 ạ. Có vạt pin nhá. 120 mã số là 546, chân váy kaki nè. Cái này ở đây chúng ta có vàng nhé mọi nhá. Eo tầm từ đẹp chưa? Em này ạ, à, eo tầm từ 58 đến 60. Eo 60 quay đầu nhá, chất lông cừu này. Eo 58 60 nhá, 100.000, mã là 728 này, có vạt đây nhá, mặc bên sáng. Có vòng eo tầm từ 66 đến 70, eo 66 70 ạ. À. Em gen này 100.000 nhá, mã là 632. 100.000 mã 632. Chân váy kẻ, con này có đai, con này chân ngắn. Chân váy kẻ có đai nhá bạn nhá. Em này ạ, à, eo tầm từ 62 66 nhá, dáng bút chì có đai. Eo 62 66 nhá. Em này 100, mã là 528. 100.000 mã số là 528 cho em ạ. À. Chị nào eo to Tokyo Style hàng xịn này. Nhưng mà con này vẫn size 19. Này, cái này các chị phải eo to hẳn rồi. Em này eo tầm từ 84-88 nhé mọi nhá. Eo 84-88 á, eo dưới 88 nhá. 120, mã là 581. 632 chị Đặng Tuấn Tiến. Nhé mọi nhé. Em này các chị size eo tầm từ 72-75 ạ. À. Eo 72-75 ạ, à, 80.000 thôi ạ. À. Mã là 214. 80k mã là 214 nhé. Trong công sở siêu đẹp. Eo tầm từ 66-70 mọi người nhé. Eo dưới 70 ạ. Eo 70 quay đầu mặc đẹp. 120 mã số 99. 120 mã số 99 cho em ạ. Đẹp quá, có họa tiết gấm nhé mọi người. 528 chị Thiện Huệ Ân. Có họa tiết gấm, chị gấm chìm nhá. Eo 62 66 á, eo dưới 66 nhá, 120 mã là 992. Mọi người ơi, em không like hết chưa, mai em like tiếp ạ. Còn biết làm nào, bỏ nhiều này. Mình like rồi này ngáo luôn ý.
Ui con này đẹp. Mỹ miều luôn nhá. Eo tầm từ 62-66 á, 80.000 con này. Eo 62-66 nhá, eo dưới 66 á, 80.000. Mã số em này là mã số 30. 80.000 mã số 30 cho em này. Chị nào cần chân váy gen nhá. Bọn em hàng thiết kế này. Gen này mát của đáng của nó size M. Mọi người nhìn không? Phồng tự nhiên luôn. Eo 64-68 á, eo dưới 68 nhá. Em này em thấy mọi người có giá là 100.000, mã là 664. 100k mã là 664 cho em ạ. Chị Quyền cứ chuyển khoản ở chỗ tiếp nha, dừng tiền Quyền. Em này này, bọn em có dây lụa nhá, chân váy xòe cho em ạ. Eo 72-75, eo 75 quay đầu nhá, eo dưới 75 ạ. 120 mã là 516. 120 mã là 516. Chân váy á, con này của Vu mọi người nhá. Eo 64-70, màu xanh rêu ạ. Eo 64-70, eo dưới 70 ạ. 120, mã số là 349. 120, mã là 349 cho em. 546, chị Linh Hà. Nào, chị đọc cần công sở này. Công sở Cúc ở trước nhá. Eo tầm từ 64-68 nhé mọi người nhá. Eo 64-68 ạ, em này 120, mã là 643. 120.000, mã số là 643 cho em nhá. Xòe này, mấy con xòe 80 nhé mọi nhé. Con này nó là yếm. Yếm nhé mọi nhé, yếm này size S ạ. Có dây phát lên qua đằng sau này. Yếm này size S nhé mọi nhé, 80.000 mã là 854. Có cái cúc đóng đằng sau đấy, 80.000 mã 854 cho em này. Tiếp theo em chân lấy xòe là xòe dập ly nhé mọi nhé, 80 thôi. Con này đỉnh quá. Phối màu kiểu ombre. Em này ạ, à, eo tầm từ 70-74. Eo 74 quay đầu nhá, 80.000 mã số 800. 80k mã số 800. 643 chú chị Kim Yến. Chân váy kẻ này. Kẻ dập ly mọi người nhá. Đây, có đai bên cạnh nhá. Lên mẫu chân váy xòe. Đó, đang dần lên. Eo 62-66 á, eo 66 quay đầu mặc đẹp nhá, eo dưới 66 á. Em này 120 nhá, kẻ này, mã là 868. 120 mã số là 868 cho em nhá. Lụa van lụa nhé mọi nhé. Em này các chị vòng eo tầm từ 72-75. Chất đẹp lắm, nhẹ như không luôn. Eo 72-75 nhá, eo dưới 75 này, bán chun nhá. 120 mã là 753. 120 mã là 753 cho em. Chất váy màu hồng nha. Các bạn nào thẩm được con này không? Tiếp theo, form đẹp quá. Con này form như kiểu bọn Chanel ấy. Nó là chân váy kiểu bom bom ấy mọi người. Con này các chị áo sang thì có thể ok. Em này các chị vòng eo 74-78 nhá. Chân váy bom. Eo 74-78, eo dưới 78 ạ. 120, mã số là 472. 120, mã là 472 cho em. Tiếp tục nhé mọi người. Em chân váy công sở nó có tầng lên nhé mọi người. Mấy con này thì chỉ có hàng thiết kế mới ra thôi, còn bình thường thì khó lắm. Dành cho chị vòng eo tầm từ 66-70, eo dưới 70 nhá, thiết kế đấy. Em này 120, mã là 731, rất nhiều tầng. 120, mã là 731 cho em. Chân váy ngắn này. Vâng chị ơi, hôm nay không có chị váy gì đâu, chân váy gì. Xòe ngắn nhá, số like eo 70-74, xòe ngắn là eo 70-74 ạ, 80.000, mã số là 651. Sửa mã 651 chị, vâng. Chân váy xòe ngắn tiếp này. Xòe ngắn nhá. Eo này các chị vòng eo tầm 64-68 ạ, eo dưới 68 nhá. Em này 80.000 thôi. Mã số là 329, xòe ngắn. 329. Chân váy thô đẹp thế nhỉ. Chân váy thô mọi người nhá. Xòe thô. Eo 62-66 ạ, màu mận nhá. Chân váy thô ạ. Eo 62-66 ạ, eo dưới 66 nhá. Em này ạ, à, mức giá 120, mã là 481. Đẹp quá. Con duy nhất 120, mã 481. Chân váy họa tiết này. Hoa như vậy nhá. Em này ạ, à, eo tầm từ 68-72, eo dưới 72 ạ. 120, mã số em này là 465. Đẹp chưa? Hơi bị hím.
181 thôi chị Tuyết Minh Nguyễn. Em này là lụa gấm nhá. Đây, đây là một em rất là khó kiếm luôn. Bởi vì sao? Nó làm dập ly khá là dài ở phần chân. Mọi người nhìn thấy không? Những con này thì không kiếm được luôn ấy. Lụa gấm cho em này. Rất đỉnh quá. Nào, bà là eo 70-74 này. Eo 70-74 ạ, eo dưới 74 nhá. 120, mã là 496 ạ. Không có con thứ hai đâu. Không đụng với ai đâu. 120 mã 496 nhá. Tiếp theo một em chất thô nhá. Chất của nó là hàng thiết kế size 36 cho em này. Chất của nó giống như kiểu nó xoát đấy. Eo 62-66 ạ. Eo dưới 66, phòng tự nhiên. Eo 62-66 nhá. 120, mã là 837. 120, mã là 837 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo một em chân váy kẻ, chất liệu dạ kiều. Như thế nào, chuyển khoản cho chất liệu dạ kiều nhá mọi người nhá. Eo tầm thừa 62-66 này. Dạ kiều đấy, eo 62-66 nhá. 120, có lòng họa tiết chấm ô vuông nhỏ nhỏ. Mã là 180. Mã 180 em nhá. Chân váy xòe này. Chất này à, mặc phê luôn. Mùa nào mọi người cũng mặc được. Lớp lót bên trong đàng hoàng luôn, kẻ sọc nhá. Chất đẹp lắm. 196 em này eo 72-75 nhá. Eo 75 quay đầu ạ, eo dưới 75, 120, mã là 433. Chất này đẹp lắm. Form đẹp luôn, phát lên ra cứng form luôn. Mã 433 cho em nhá. Nào các bà ơi, đuôi cá nhẹ nhá, eo 62-66 này. Màu kem khóa kéo sườn nhá. Eo 62-66 ạ, eo dưới 66 nhá. 120, mã là 678 này. 120 mã 678 nha, con kẻ sọc kia đẹp đấy các bạn. Màu đen. Màu đen midi dài, chất liệu voan cầm rất là sướng tay luôn. Mùa hè mà cái con này thì quá phê. Em này eo 6872 cho em nhá, midi dài, gần mắt cả chân 678 luôn. Eo 6872, 120, mã là 802 này. 433 cho chị Phượng Nguyễn. 802 cho em này, dập ly. Chân váy dập ly ngắn nhá, con này quá đẹp. Nhìn phát là sờ phát thấy hàng hiệu luôn. Eo 6468 ạ, eo dưới 68 nhá. Em này có giá 80.000, mã là 418 này. Con này là eo tầm 72-74 này, em lấy luôn. Chân của nó làm vẩy giống như kiểu đi cá à vậy. Giống như kiểu bông hoa ướt ngược đấy. Đó. Em này à. 2 cho chị Suli Nguyễn. Trắng đi chị. Eo 6872 để tôi thấy con trắng nó lớn. Eo 6872, eo dưới 72 này, 120. Chân bánh như là đuôi cá bên dưới ạ. Mã số là 420. 418 cho chị Võ Thu Hồng. Tiếp theo mọi người nha, một em chân đen lụa nhé mọi người nhá, hàng châu Âu. Ui, con này chỉ size bé hẳn thôi. Em này eo 5, đây, mọi người nhìn đằng trước đó là ly dọc nhá. Em này à, eo bé rồi. Eo 5862 nhá mọi người nhá, khó kiếm này. Eo 5862, eo dưới 62 nhá, 120, mã là 581. Sửa mã luôn, có một em chân máy công sở, siêu này. Con này to quá. Em này các chị mới eo 90. Lấy 100.000 thôi mọi người nhá. Đúng rồi, à không. Eo 80-84, eo dưới 84 nhá. Em này 100 thôi, mã số 91 này. 100.000 mã số 91, eo 80-84 này. Chị nhận hàng rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Võ Thu Hồng ạ. Em này là một chân váy của Uniqlo nhá mọi người nhá. Chất thô cho em này. Mới cứng luôn ạ. Em này các chị eo 74, eo 75-78, eo dưới 78, chất gu, chất thô của Uli. Eo 75-78 nhá, em này có giá 100.000, mã là 384 của Uli này. 100.000 mã là 384. Cảm ơn chị Võ Thị Thu Hồng. Chân này công sở màu đen đây. Eo 64-68 ạ, eo dưới 68 nhá, 100.000 mã là 449. 100k mã 449 nha, chân váy tím thiết kế nha. Con này ạ, à, không đẹp không lấy tiền ngay. Màu tím này là hồng với cái áo màu nút hoặc màu tông pastel ở đấy á. Eo 64-68 bao giờ có em bảo nhá. Em tạm thời hết. Eo 64-68 ạ, eo dưới 68 nhá. Em này 120, mã là 221. 120, mã là 221 cho em này. Tiếp theo em form công sở nhá mọi người nhá. Con này. Hôm qua chưa chốt đủ rồi chị. Chân váy xòe ngắn này. Eo này đẹp lắm. Nhìn một phát đã biết là ra hàng xịn rồi. Em này ạ, à, các chị vòng eo tầm từ 66-70, eo dưới 70 ạ, 100.000 thôi nhá. Mã là 738 này. Quá này, 100.000 mã 738. Con công sở này phê chưa. Dài hơn con em mặc luôn. Em đẹp hơn của em luôn đấy.
Eo tầm từ 66 70 ạ. Eo 70 quay đầu nhá. Em này mức giá là 120, mã số 700 ạ. Chất siêu đẹp. Khi nào cần của em công sở nhá, hàng thiết kế. Bên phong vuốt chì quá đẹp, đẩy hông ra giống như kiểu đồng hồ cát vậy. Eo 66 70 này, màu cam nhá. Eo 66 70, eo dưới 70 ạ. Em này mức giá 120 nhá, mã là 794. Em đen màu nút. Hàng thiết kế này bên trong lót lụa nhé mọi người nhé. Ren màu nút ạ. Ôi em không lên áo đâu. Mai mới lên áo chị ạ. Ngày nào ra ngày đấy. Eo tầm dưới 66, 70. Eo dưới 70 nhá. 100 nghìn mã số 83. 100 nghìn mã số 83. Đằng sau là dài đúng không em? Vâng. Cho chị cái đằng sau lên dưới này. Dài cho mọi người nhé. Ngắn để ra xong. Em đang đau lưng quá. 738 chị Lan Hiền. Chị biết nào chuyển khoản đi rồi cho tiếp với chị ơi. Chân bé này màu xám đẹp chưa? Em này 83 size M. Eo 68 72, eo dưới 72 ạ. 120 nhá. Chất đẹp lắm. Cầm nghệ chân váy nó lặng tay mà nó chảy luôn ạ. Mã là 614 ạ. Chân váy đúng đúng nhỉ mọi người ơi. Chân váy thô đúng nhá mọi người nhá. Em này các chị eo 662 66 cho em này có đai đi kèm nhá, form màu đẹp quá. Eo 62 66 xòe nhá, 120, mã là 817. 120.000, mã số là 817 cho em nhá mọi nhá. Cần xòe thì đằng sau này có rất nhiều luôn. Hôm nay không có chân váy bò đâu chị ơi. Eo 64 68. Hôm nay không chân váy bò. Eo 64 68 nhá, eo 68 ạ, 120, mã 445. Chân váy đẹp hơn chân váy bò mà chị. Theo như em thấy nó là như thế đấy. Chân đấy giật ly này. Nhẹ thế. Em này ạ, eo tầm từ 72-75 nhá. Quá đẹp luôn. Anh hiếm. Eo 72-75, eo dưới 75 ạ. 120, mã là 819 này. Giật ly một lửa. 819 cho em này. Màu kem này. Con này mặc công 145 cho chị Dương hướng. Công sở phối gì đẹp luôn nhá. Em này ạ, các chị bằng eo 62-66 ạ. Eo 66 quay đầu nhá. Em này 100.000, mã là 453. 453. Con công sở này chất phê luôn. Ui 819. Mới luôn nhá mọi người ơi. 39.000 à. Nhân ra bao tiền? Này đẹp thật đấy, 39.000 nhân ra bao tiền? 7 triệu à? Em này ạ, 6872 nhá. Eo 6872 này, 120 này, mã là 443. 7 triệu nhỉ? Đúng. Mã số này là 443. 443, siêu đẹp. 443. Kẻ dập ly xòe nhá. Đã kẻ dập ly rồi xòe. Eo 6266 ạ. Eo dưới 66 nhá. 120, mã là 828 này. 120, mã số là 828 cho em nhé mọi người nhé. 443 cho chị Quỳnh Lê Thị. Eo 6266 xòe màu hồng phấn nhá. Chất vô cùng thích luôn. Eo 6266 nhá, 120, mã là 417 ạ. Em bảo mấy cái con mà em bảo đẹp mọi người lấy đi, giá toàn vài củ thôi, không có giá rẻ đâu. Chứ con thương phải công sở hàng của Paris như này thì lấy đâu ra giá rẻ. Kinh đô thời trang thì không có tiền trăm, không có tiền triệu đâu, phải vài triệu. Em này ạ, eo tầm trường 6670, eo dưới 70 nhá, chất xịn lắm. Mức giá này là 120, mã là 433, hàng của Paris này. 433 nha nhá, form Âu rất đẹp luôn. Đây, của em này. Tiếp theo nữa này, size 40 nhé, cũng là hàng châu Âu luôn. Chân váy hơi 70 cá nhé. Eo tầm 68-72, eo dưới 72 nhé. 100.000, mã là 429 này. Đây ạ, con câu sở này đẹp chưa? Màu ghi. Eo 70-74 ạ. Eo 70-74, eo dưới 74 ạ. 120, mã là 439 này. 120, mã là 439 cho em nhé.
chị Hà Lê. Eo 64-68 nhá, không đẹp không lấy tiền. Eo 64-68 ạ, eo 68 nhá, 120, má là 442, à 441. 120 má là 441. Lụa Vin họa tiết Hoàng Gia. Eo này eo 58-60. Này lên đi các bạn ơi, lấy lốt 120 thôi. Nhưng con này bán bao nhiêu chẳng được. Bốn bốn một chị Mai Mai. Eo 58-60 nhá, eo dưới 60 này. Dập ly nhá bạn nhá, 120 má là 447. 120 mã 447. Mà em lụa nhá. Nói chung là con này xịn hẳn rồi. Nếu mà thích đẹp và mát thì chỉ có lấy con này thôi. Không lấy con nào hơn ạ. Mặc với áo hay dây măng tư ghi, quá đẹp. Lụa nhá, nhìn nó phát qua like đã thấy óng mượt rồi. Eo 62-66 ạ, eo dưới 66 nhá, 120, má là 811. Nhún nó cũng đẹp luôn. 120 mà 811 cho em. Yếm nhá mọi người ơi, hôm nay con yếm này là yếm thứ 3. Bình thường rất là ít. Em này các chị, em vòng eo 64-70 nhá. Yếm quần. Eo 64-70, eo dưới 70 ạ, 120, má là 423. Có một con. Con này yếm quần là con đầu tiên. Bình thường kia toàn không phải yếm quần nữa. Chân này không sợ. Em này ạ, các chị có vòng eo 72-75 ạ. Eo 75 quay đầu mặt đẹp nhá. Eo dưới 75 chất mới cứng ạ. 80.000, mã số là 421. 80k mã 421 cho em nhé. 423 cho chị Phương Nguyễn. Một kem. Ủa cái quần này chảnh quá này. Vừa bán vừa tặng 120 nhá. Có cả đai đi kèm luôn ạ. Đai đi kèm này. Eo 60 cho đến eo 60 cho đến 64. Chỗ này có khóa nhá mọi nhá. 421 chốt chị Thiết Nguyễn. Eo 60-64 mọi người nhá. Eo dưới 64 này, quần nhá, 120. Trời ơi, nhanh, mã là 415. 120 mã là 415 cho em nhá mọi người nhá. Tiếp theo. Chân váy này là một em chân váy thô. À đây là quần chứ. Con quần tím này đỉnh nha. Eo tầm từ 66-70, eo dưới 70 ạ, 120 này, mã là 838 này. Chất đẹp đó, voan lụa đấy. 838 cho em nhá. Ủa chứ nhìn có quần đây vậy. Nào, ai được con này này. Ôi ôi, con này chị Hoài Hoàng có vừa không? Em này ạ, rồi eo 72-75 thôi. Nào, eo 72-75 nhá, eo dưới 75 ạ. Eo 75 quay đầu nhá, ly dập xiết rất đẹp luôn. 150, má là 898 này. Đỉnh ngủi các bạn ơi. 150 má 898 nhá. Em chân váy dập ly nhá. Màu hồng. Eo 62-66 ạ, không thể nào con nào đẹp hơn con này luôn. Eo 62-66 ạ, eo dưới 66 nhá. 120, má là 874. Cầm chân máy lên xuống nào. 120 mã 874 cho em nhá. 898 chốt chị Thu Hà Nguyễn. Trắng dập ly. Hơi bị hiếm luôn, hàng này hàng Âu này. Eo 60-64. Eo 60-64 nhá, eo dưới 64 ạ, 120, mã là 488. 120 mã là 488. 874 cho chị Tuyết Minh Nguyễn. Hai con này đều đẹp. Ui. Đang dư lưng này. Vòng eo tầm từ 66-70 nhá. Eo dưới 70 đuôi cá này. 120, má là 449 này. Úi giời. Giời. Eo 62-66 nhá. Eo dưới 66 ạ. 120, má số em này là 449. 120, má là 449. Gen trắng siêu đẹp nhá mọi người ơi. Gen trắng các chị size M cho em nhá. Chị ơi, chị Thanh Thủy. Eo 66-70, eo dưới 70 ạ. 100.000 mã là 455, gen trắng tinh. 100.000 mã 455, em không sợ nhá. Chất liệu không thể chê được. Sờ vào nó cứ sướng ấy.
eo 64 68, công sở màu đen nhá. Eo 64 68, eo dưới 68 ạ, 120 mã là 447. 120 mã 447, chân váy ly len nhá mọi người nhá. Ly len siêu đẹp. Ly len này các chị có vòng eo. Eo 68 72, eo dưới 72 nhá, 120. Mát lắm, mã số là 462, ly len đấy. Tiếp theo. Chất van lụa đỉnh chóp luôn nhá. Eo 6266 ạ. Eo 6266 nhá, eo dưới 66 ạ, 120, mã là 460. Không thể nào mà được. Công sở phun lụa màu đen này. Con này lấy 100 luôn mọi người nhá. Eo 6266 ạ, eo dưới 66 nhá, 100.000, mã là 470. Chất tắc ta nhá, đẹp lắm. Size S thôi. Eo 6266 chất liệu tắc ta nhá, phồng tự nhiên. Eo 6266, eo dưới 66 nhá, 120, mã số là 459 này. Không quá đâu cả ơi. 459 này. Chân váy ly len nhá, chất sợi. Cầm cái chân váy sướng thật đấy. Hai bên này của nó có xẹt vạt mà bên trong nó có một lớp nữa này. Rất đẹp luôn. Mặt mát. Eo 6872 ạ. Eo 72 quay đầu mà đẹp nhá. Eo dưới 72 ạ. 120, mã là 474 này. 120, mã là 474 ạ. Tiếp theo, một em một. Em kem. Yes, cái chưa? 459 chốt chị Trang Trang. Em này là eo 6872. Eo 72 quay đầu mà đẹp nhá. 120, mã là 468. 120 mã 468. 439 cho chị Vân Vũ. Một em này là em chân váy lông cừu nhá. Hai bên có theo. Hai bên có theo họa tiết này. Màu trắng. Dễ phối đồ lắm. Eo 6872, eo dưới 72 ạ. Hai bên có theo nhá. 120 mã là 478. Màu kem. Màu hồng kem nhá mọi nhá. Hồng kem công sở này. Em này ạ, các chị vòng eo 6670 ạ. Eo 70 quay đầu mặc đẹp nhá, 120, mã là 480. 120 mã 480 cho em này. Chân váy dập ly, size to nhá. Em này các chị vòng eo 80-84. Eo 80-84 nhá, eo 84 quay đầu mặc đẹp nhá, 120. Mã số em này là 807 này. 120, mã là 807. Rồi, ai sẽ được con này đây? Này nhá, nó giả vạt ở đây này. Chất của nó cầm nặng tay và rất đẹp luôn. Em này ạ, các chị có vòng eo size eo tầm từ 64 đến 70. Không đẹp không lấy tiền nhá. Eo 64 đến 70, eo dưới 70 ạ, 120, mã là 405. 120 mã 405 cho em nhá. Chất lụa đấy mọi người nhá. Lụa này các chị vòng eo 72 75 nhá. Eo 72 75 ạ, eo 75 quay đầu vòng đẹp nhá, eo dưới 75 ạ, 120, mã là 725. Lụa 807 cho chị Hoa Mặt Trời tạ. Chân váy xòe nhá, eo tầm từ 64 68. Chị Thảo Trung Mỹ. Eo 64 70 cho mọi người, eo 64 70 nhá, 120, mã là 8226. 120 mã 826 cho em này. Tiếp tục ạ, con được kem đẹp quá. Ôi, phải là được con này AP. Ui chất sao có cái chất đẹp này nhỉ? 725 cho chị Mai Anh Hà. Eo tầm từ 62-66 ạ, eo dưới 66 nhá, chân váy midi này. 120, mã số là 825, khóa kéo bên sườn. Không hết Mai sẽ lại, chưa Mai sẽ lại tiếp. Cả đây chân váy đẹp. Con này công sở nhá. Em này ạ, à, eo 80-84 nhá. Eo 84 quay đầu là đẹp ạ, 120, mã là 822. 836 chị Cát Tường. Đen dập ly nhá mọi nhá. Em này lấy mọi người 80 đi. Chân váy dập ly ngắn này. Em này các chị vòng eo tầm từ 64-70. Eo dưới 70 dập ly nhá, 80 thôi ạ, mã là 644 này. Dập ly ngắn 898. Em này size S thôi mọi người nhớ, size S nó là gen đấy ạ. Eo tầm 60-65.
eo dưới 65 nhá. Gen này em lấy mọi người 120, mã là 606. Xòe này, này mới còn tan luôn, hai lớp nhá, chất mặc dễ chịu. Eo tầm từ 74 đến 77. Eo dưới 77 nhá. Eo 77 quay đầu này, 120, mã là 569. 822 chị Hoa mà trời tạ. Kẻ dập ly. Ôi ôi, 644 cho chị Nguyễn Hiền. Nhanh thì được nhá mọi nhá. Eo tầm từ 66 70 này, eo dưới 70 nhá. Kẻ dập ly. Quá đỉnh. 120, mã là 484 này. Ly nó dập đẹp cơ. 484 cho em nhá mọi nhá. Đen dập ly này. S và M, eo 60 70, eo 70 quay đầu nhá. 120, mã là 844 này. Đen tiếp. Chân lấy công sở màu xanh la vi. Run hết tay rồi. 484 cho chị Phi Thoa. Em này ạ. Eo tầm từ 60-64 nhá. Eo từ 64 này. 100.000 mã là 809. 100.000 mã 809. Đen. Đen cả bán chun nhé bạn nhé. Em này eo dành eo 68 đến 72, chất liệu co giãn của gu nhá. Eo 68 72, eo dưới 72 ạ. 120, mã là 805. 120 và 805 nghe. Ủa, mất còn này mới dậy em sau đó hả? Quá sao nhiều vậy? Này, bao giờ đây? Đây, mai đang tiếp. Phần 2, 1, 2, 3, 3 giây. Like tí nào. Em này eo tầm 7882 nhá. 805 cho chị. Ơ chị Hoàng sao? Ơi lấy con này đi này, chị mặc được đấy. Đây, công sở đen đẹp đấy ạ. Chất đẹp. Em 7882 nhá. Em này 120, mã là 824 này. Con này là mà em chân váy lụa đuôi cá đấy bạn nhé. Lụa đuôi cá size S ạ. Eo 6266 nói chung là size trẻ. Bao luôn địa chỉ. Eo 6266 ạ, eo dưới 66 nhá. 120, mã là 407. Lụa sang chảnh. Con cái lụa sang chảnh nha. Tiếp theo. Đây, chất mấy công sở đây. Ly đằng sau có dập nhá. Chất mặc lên đảm bảo phê. Eo tầm từ 64 đến 70. Eo dưới 70 ạ. 120, mã số là 436. 120, mã 436 cho em nhá. Tiếp theo. Mọi người thích gen dùng không? Lên đen cho em nhìn chân váy nhà chị đẹp mà em có 1m5 nên chưa em chọn được cái nào. Chân ngắn không? Đây chân ngắn đẹp luôn. Em này eo tầm từ 78 đến 82 nhá. Eo dưới 82 ạ. Em này 120, mã số em này là 425. 1m5 thì chịu khó mặc mấy con dài dài lên. 197 chị bông hoa cả. Tôi đầy chân ngắn nhưng mà chưa mai vào xem chân ngắn nhá. Hôm nay tôi ưu tiên like dài trước cho. Bông hoa cả nhá. Chắc đi lên nhá bạn nhá. Phương Hà. Ly len, ly len này. Người ơi, chỗ này của nó có ly dập nhé mọi người. Chất liệu sợi ly len nhé. Mùa hè mặc đảm bảo sướng luôn. Eo tầm từ 62, 66 ạ. Eo dưới 66 nhé. 120, mã là 625. 120, mã 625 cho em nhé. 120, mã 625. Lên, lên mấy em dạ tuyết của Nhật nhé. Chân váy vừa phải thôi. Chân váy chữ A dành cho chị công sở. 80.000 thôi nhá. Dạ tuyết Nhật này. Eo tầm từ 66-70, eo dưới 70 ạ. Em này 80.000 mã 529. 80k mã số là 529 cho em này. Tiếp theo một em này nó là gấm nhá. Ủa con này nhìn phát là biết hàng hiệu luôn. Gấm này, eo size S thôi. Eo 36, vâng, size 36 thôi. Eo 62-66 nhá. Eo dưới 66 này. Công sở cũng đẹp, bảo mặc đi chơi đẹp luôn. Nó là gấm đấy. Em này ạ, 80.000 mã 303. 80k mã số là 303 cho em. Tắc ta nhá mọi người ơi. Này thì nếu mà cái chất tắc ta này mọi người phải vào hàng thiết kế mới có. Tắc ta này. Em này ạ, các chị có vòng eo tầm từ 64-70 ạ. Eo dưới 70 nhá. 80.000 mã là 806. Chất liệu tắc ta. Đây nữa này, con họa tiết sang. Đây, em hàng thiết kế size số 2. Con này thì đúng là phải vào ấy rồi. Đẹp nhờ. Em này ạ. Eo tầm từ 68 đến 72 nhá. Lên luôn lên luôn. Eo 68 72 ạ. 120 mã là 394. 120.000 mã là 394 cho em này. Chân váy trắng nhá.
chị áo thấp thấp mà ok con này luôn. Mới còn mạc luôn ạ, chân váy hơi vảnh với cá nhẹ nhưng mà nó là dáng chữ A xinh lắm. 303 cho chị Loan Huỳnh. Eo 6266 ạ, eo dưới 66 nhá. Cái này mức giá của nó là 80.000, mã là 285. 80k mã 285. Em chân váy kaki 474 ạ chị Lành Hiền. Kaki siêu đẹp nhá mọi người ơi. Kaki này 80 nhá. Là ngắn xòe này. Em này ạ, eo tầm 64 68 nhá, eo dưới 68. 394 80.000, mã là 420. 80k mã 420. Đây, con này chân ngắn tiếp này. Eo này các chị vòng eo tầm từ 58 đến 60 rồi. Họa tiết kiểu kẻ xanh á. Eo 58 60 nhá, eo dưới 60 ạ. Em này mức giá 80.000, mã là 231. 80.000 mã 231 cho em. Kẻ này. Mấy giờ hả? 10:40. 1:08. Đúng rồi này. Giờ em sẽ like đủ để cho nghỉ cho tất cả người phải làm hết. Eo 6872 mọi người ơi, eo dưới 72 nhá. Con này chất thô mát ạ. À. Em này mức giá của nó là 120, mã là 2264. 120 mã là 264 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo, chất này của nó là chân váy xòe size S ạ. Chất liệu của nó giống như kiểu nhung ấy, nhưng mà không phải đâu. Chất nhẹ lắm. Eo tầm từ 60 65, eo dưới 65 nhá. Em này mức giá của nó là 120, mã là 429. 120 mã 429. Theo. Chị đoàn đào inbox đầy đủ xuống lại chỉ không tiếp bạn dừng đoàn đào đi lên công sở mọi người nhá, đi lên công sở này. 264 cho chị Đỗ Hương. Em này ạ, đi lên công sở này các chị có vòng eo tầm từ 68 đến 72, eo dưới 72 nhá. 120 mã là 440. Đi lên công sở 120 mã là 440 này. Ôi văn luận như vậy nhá. Em này eo 6266 nhá, eo dưới 66 ạ, 100.000, mã là 471 này. 440 cho chị Hương này. Đến hơi thở cuối cùng, ủa ôi, sao tôi có thể bỏ qua con chân váy đẹp như thế này. Chân váy đẹp như thế này. Eo dưới 70 cho em nhá, có đủ cả luôn, eo dưới 70 ạ, 80, không đẹp không lấy tiền nhá, mã là 363. Bán giá này. Chân váy như Burberry luôn nhá mọi người ơi. Như Burberry luôn ạ. Em này ạ. Chân váy midi nhá, dài đến mắt cá chân luôn. Em này ạ. Các chị có vòng eo size eo tầm từ 66-70, eo dưới 70 nhá. 120, mã là 803. 120.000, mã số là 803 cho em này. Con công sở này à, mọi người mặc lên đơn giản mà rất là đẹp luôn. Của Gu nhá, eo 70-74, công sở của Gu ấy. Eo 70-74 nhá, eo dưới 74, khóa kéo đằng sau nhá. 120, mã là 752. 120.000, mã số là 752 cho em nhá. Tiếp tục ạ, à, em này nó là một em chân váy của chị con, 30-35 cân, dưới 35 cân nhá. Lấy mọi người 70.000, mã là 228. 30-35 cân, 70.000, mã số là 228 cho em. Mấy em chân váy này chất liệu kiểu như dạng tuyết nhá mọi nhá. 752 cho chị Mon Sinh. Màu be be đúng không? Em này eo tầm từ 66-70, dạng tuyết này em lấy 100.000, mã là 773. 100.000, mã là 773. Tiếp theo nhá mọi ơi. Đây, size S thôi mọi người ơi. Chất thô nhá, xòe ạ. Eo tầm từ 60 cho đến 65. Eo 60-65 nhá, 100.000, mã là 269 này. Cô sửa mã chị. Vâng. 100.000, mã là 269 nha em này. Tiếp theo nhá mọi ơi, một em này nó là gấm nhá, dành cho các chị. Có họa tiết gấm là nổi luôn này. Chân váy midi dài đến mắt cá chân, họa tiết gấm nổi. Eo tầm từ 64-68 nhá, dài mắt cá chân luôn. Eo 64-68 ạ, 120, mã là 865. 120, mã là 865. Một em váy thun của các chị nhá. Eo tầm 72-75, nhưng con này nó thun đỉnh luôn. Mọi người nhìn này, đừng cắt xẻ đẹp lắm. Eo 72-75 nhá, thun này 120, mã là 860. 120, mã số là 860 cho em nhá. Tiếp theo này, một em chất liệu của nó là gấm. Họa tiết nhá. Đẹp đấy. Em này
tầm từ 74-78 này. Eo 78 quay đầu nhá. 100.000 mã là 221. 100k mã số là 221 cho em nhá. Ôi, bà làm được con này đẹp quá. Sao lạc mất em rồi. Mặc lên á. Đỉnh. Đỉnh của chóp luôn. Màu đen nhá, sọc dọc xuống. Rồi, chắc là eo to. Eo 84-88 nhá. Eo dưới 88 này. Em này là 100.000 mã là 647. 100k mã 647 cho em này. Chân máy thô. Mọi người nghe nó khỏi không? Chân máy này dài thế nhỉ? Chân máy này hơi dài mà không nổi. Tiếp theo mà em chân máy khô ngắn đấy mọi người ơi. Có hàng cúc đằng trước nhá, form Âu cho em này. 394 chị Nguyễn Sa. Form Âu cho em này, em này đến 100 nhé mọi người nhá. Form đẹp. Em này eo 64-68 nhá. Em dưới 68 ạ. 100.000, mã số là 591. 100.000, mã số là 591. Công sở này mọi người ơi. Công sở form châu Âu nhá. Mới còn tác luôn, hàng lông cừu 100%. Rồi, hàng Âu đây à. Xanh nhỏ thôi ạ. Mới thôi. Eo tầm 60-65. Eo 65 quay đầu nhá. 100.000, mã là 617 này. 100k mã là 617 cho em này. Một em màu xám nhá. Đuôi cá nhé mọi nhé. Eo 64-68 ạ. Eo 68 quay đầu mặc đẹp nhá. 100.000 mã là 662. 100k mã số là 662 cho em. Tiếp tục ạ. Mấy con chân máy này đẹp quá. Chân máy công sở của nó đỉnh nhất mọi thời đại rồi. Cái này eo 68-72 mọi người nhá. Eo 68-72, eo dưới 72 này. Em này mức giá của nó là 100.000, mã số 62. 100k, mã số 62 cho em nhé mọi người. Mọi người thích chân mày các kia. Chân mày các kia mặc lên siêu mát nhé mọi người nhé. Rồi, với lại lấy nốt 100 này. Chân mày các kia màu nút. Eo 70-74 nhá. Eo dưới 74 ạ. Em này 100, mã số là 49. 100.000 mã số 49 cho em nha. Đây là mấy em quần nhé mọi nhé. Quần thô này. Em này có ống bên trong nhé. Quần này ạ. À, quần này có hàng ra không? Em này các chị có vòng eo tầm từ 66-70 nhé. Eo dưới 70. Quần nhé mọi nhé. 100.000 thôi. Mã là 980. Số 9 cho chị Thu Hà Nguyễn. 100.000 mã 980. Quan kẻ này đẹp ạ. Nhiều quá. Em này ạ, à, eo tầm 78-82 nhá. Eo 78-82 ạ. À. 100.000 mã số 22. Lụa 980 cho chị Tuyết Minh Nguyễn. Lụa này eo 58 ạ. À. Eo 58-60, eo dưới 60 nhá. 120, mã là 517. Rồi hết tay luôn. Giống như kiểu như bạn PT nó bắt nên nhảy nhảy dây ấy. Lúc hết rồi, lúc hết chân tay. Rơi hết cả. Rơi hết cả dây nhảy luôn, sợ. Eo tầm từ ui. Eo dưới 70 nhá. Eo 66-70 cho em này. Chất đẹp lắm. Eo 66-70 nhá. Em này mức giá của nó 120, mã số 12. 120 mã số 12 cho em nhá. Con bút chì nào hả Châu ơi? Trời ơi, mấy con đấy là cái con bút chì còn muốn làm như thế nào nữa? Con bút chì như thế nào nữa? Đây, đưa đây tôi mặc con bút chì đây cho. Đây, nhìn kiểu gì mà con đấy không phải là bút chì vậy? Có thấy chị Hải Linh ạ? Đây, con này đẹp quá. Eo 66-70 này, con này là xòe nhá. Con bút chì kia, eo 66-70 ạ. Em này mức giá là 120 nhá, mã là 548. Thực sự với mọi người luôn là nếu mà em mặc lên từng con thì nó hơi bị lâu. Thế là nhiều con em không mặc vừa ấy. Em mặc lên từng con rồi thì mọi người sẽ không thích thế. Cho mà xem. Tiếp theo nhé mọi nhá. Em này là một em vạt nhá. Cái chân váy công sở là toàn ra bút chì thôi. Mọi người muốn bút chì kiểu gì nữa. Bó sát vào người thì làm sao mà trong chân váy von là có bút chì được. Có con nào là cốt tông ấy thì nó sẽ có bó được. Đây tí em cho mọi người xem một con cốt tông nhá.
mặc cốt tông thì làm sao mặc được đấy, mặc đi chơi không sợ đấy, mặc chơi chơi thôi. Eo 64 70, eo dưới 70 nhá. 100 nghìn này, má là 333. Đây con này là con chất liệu cốt tông nhá. Co giãn thế này, con này sẽ ra phong bút chì. Con này là của Uniqlo size S nhé mọi nhá. Eo 6266 này, chất co giãn thế này thì mới được. Eo 6266 nhá. 100 nghìn của Uli này, mã số 58 này. 100 nghìn mã số 58 này, công sở màu đen. Đây này, con như này mọi người mặc lên form đẹp lắm. Nó lên form còn đẹp hơn của con này. Con của em nó mặc, con của em nó mặc nó hơi xòe dưới, còn con này là bút chì hẳn luôn. Cái này eo tầm từ 66-70 nhá, eo dưới 70 này. Em này 100 nghìn, mã là 401 này. 100 nghìn mã 401, đây này 333 cho chị Đào Hằng. Đây đẹp chưa. Em này eo 6266 ạ, eo dưới 66 nhá. Em này 120, mã số là 830. 120 mã số 830 cho em này, em xin lấy vào. Ủa con này eo to thế. Em này phải dành cho các cô, eo bụng rất là bự luôn. Đây, lấy con này. Xòe. Em này nhá, các chị vòng eo tầm 78 đến 82. Eo dưới 82 nhá, eo 82 quay đầu mặc đẹp này. 120, mã là 472. 120 nghìn, mã số là 472 cho em này. Quan hoa nhí này. Size này có size nhỏ rồi. Eo tầm từ 60 đến 64 mọi người nhá, quan hoa nhí ạ, eo 60 64 ạ. Em này, con này bị rách. Này. Phong đẹp chưa? Có vạt nhá, chỗ này quy đồng này. Công sở nhá mọi người nhá. Em này ạ, à, eo tầm từ 66-70 nhá mọi người nhá. Eo 66-70, eo dưới 70 ạ, 120, mã số là 09 này. Có vạt luôn. Đây, con này chất co giãn này mọi người ơi. Thun của các chị nhá. Eo tầm từ 70-74. Các chị nhá. Eo 70-74, chất liệu co giãn ạ. Eo 70-74, 120, mã số 68. 120 nghìn mã số 68 nha. Tiếp tục. 19 cho chị Môn Sinh. Hoa nhí này các chị. Chị chưa được không? Hoa nhí này. Ơ chụp lại. Chân váy cắt kỳ. Chị Phạm Thúy Hà. Chân váy cắt kỳ này. Chân váy kaki này có đai đi kèm luôn nhá. Em này ạ, à, size S rồi, eo 6266 mọi người nhá. Có đầy đủ đai đấy. Eo 6266 ạ, à, eo dưới 66 nhá. Em này mức giá 120 kaki nhá, mã số là 98. 120 mã số 98 cho em. Chân váy hoa nhỏ này. Băng tạm tiếp nhá. Chất ly len nhé mọi nhá, nhìn rõ sợi luôn đấy. Em này eo tầm từ 78 đến 82 ạ, eo dưới 82 nhá. 120, mã số là 60. 98 chị Mon xin. 120 mã số 60 cho em. Tiếp tục nhá. À, em có một em chân váy. Em thì đòi em nhìn con này rồi em sao em quên không ai. Nó có họa tiết kiểu như là dẹt trên trên mặt vải ấy mọi người. Độc lạ. Họa tiết dệt trên mặt vải luôn. Em này ạ, à, eo tầm 78-82 nhá. Eo dưới 82 này. Mức giá của em này là 120, mã là 535. Bán chân máy này nó cũng khó hơn ý. Bởi vì là mọi người có phải vừa vòng eo ấy. Vì có nhiều lớp eo lắm. Em bị trắng eo to không chỗ ơi. Không có. Đây ạ. Bi trắng hay chân mình ngắn chị ạ? Em này eo 64-68, eo dưới 68 nhá. 100 nghìn mã số 88 này. Ủa con công sở này đẹp quá. À, 100 nghìn lốt nhá, công sở này. Em này ạ, à, các chị
có vòng eo tầm từ 64, 68, eo dưới 68 nhá. 100, mã số là 544. 100.000, mã số là 544 cho em này. Dạ tuyết màu kem nhá, còn tác luôn này. Ui, con này nó là hàng thiết kế, bên trong nó lụa mỗi tội, lụa của nó rách rồi. Con này đẹp lắm, lụa nó rách rồi. Rồi, bỏ qua. Chúng ta sang con khác. Tiếp theo, màu này chân với công sở nhá. Em này ạ, size nhỏ tí rồi, em size số 7. Và nó chắc chỉ eo 60, 64. Eo 60, 64 nhá, 100.000 mã số 23. 100k mã số 23 cho em này. Đen dài, siêu đẹp. Em này ạ, eo 6872 nhá, đen dài, có sọc dọc xuống ạ. Eo 6872 nhá, eo dưới 72 ạ, 120, mã số 76. 120 đi, mã số 76 cho em này. Xin lỗi các chị là em quên lên muộn rồi. Con này chị nào mà học múa này, khiêu vũ này. Đây đúng là hàng khiêu vũ rồi. Chị em dặn thì lấy thôi. Tiếp tục nha. Tơ sống ạ. Con này mới tem mà cái chun này nó kiểu gì nhỉ? Chun này khó mà. Đây, chấm bi đây không? Chấm bi này eo bé lắm. Eo 58 ấy, eo 5860 ấy. Eo 5860 nhá, 80.000 mã là 362. 80k mã 362 cho em này. Tiếp tục mấy xe nhá. Mấy con này là nghĩa phải lo eo hết trong cái live loạn rất là nhanh. Chưa lo eo. Eo này eo 74-78 ạ, eo dưới 78 nhá, 80.000 ạ. Mã số này là 812. 80.000 mã 812 cho em nhá mọi nhá. Chân mấy công sở màu đen, à màu nâu. Mai em sẽ đo eo sớm hơn chứ mà em lai động rồi nhá. Eo 6266 ạ. Eo dưới 66 nhá. Eo 66 quay đầu mặc đẹp này. Em này 100.000 mã là 539. 100.000 mã số là 539 cho em nhá. Lụa này mọi người ơi. Mặc cả cây luôn. Em này ạ, eo 6266 nhá. Eo dưới 66 này, đẹp chưa? Em này 120, mã là 813. 120 mã 813. Tiếp tục nhé mọi ơi. Em này eo tầm từ 58-60, 100.000 nhá. Eo 58-60, chất đẹp lắm. 100.000 mã là 457. 100.000 mã là 457 cho em này. Rất dạ tuyết của Nhật nhé mọi nhá. Dạ tuyết của Nhật. Phong dáng công sở đấy ạ. Eo 6872 dạ tuyết của Nhật nhá. Eo 6872 ạ. 100.000 mã là 464. 100k mã 464 cho em nhé. Công sở nhá mọi người. Họa tiết gấm. Có họa tiết gấm trên voan nhá. Eo tầm 74-78 ạ. Eo dưới 78 nhá. 120 mã là 837. 539 cho chị Nguyễn Sa. Lụa nhá mọi người ơi. Lụa này 80. Đây. Em này các chị size to nhé. Con này chất thì rất là đẹp luôn. Size to, dáng xòe nhé. Có vảy vảy bên dưới đấy. Cầm cái chất vải chắc chắn. Em này eo 70-74 nhé mọi nhá. Eo 70-74, eo dưới 74 nhá. Hơi xòe nhẹ, 120, mã là 431. Con này là thun ạ. Các cô và các chị làm ok luôn. Xem số 9 ạ. Eo 68-72 nhé mọi nhá. Eo dưới 72 này. 100.000 thôi ạ. Mã là 427. 100k mã 427. Em chân váy ngắn nhé mọi nhá. Con này chất liệu của nó co giãn không? Không co giãn rồi. Eo dành dành cho chị size nhỏ thôi, quá kéo sườn nhá. Eo 6266 ạ, eo dưới 66 nhá. 80.000 mã là 413.
80k mã 413 thôi. Mà em chân váy công sở, chất liệu của dạ lông cừu nhá mọi nhá. Chất liệu dạ lông cừu bên ngay mà. Đó. Size S thôi mọi người nhá. Dạ lông cừu size S thôi. Eo tầm 60 65, eo dưới 65 nhá. Em này em có giá 120, hàng lông cừu nhá, mã là 9955. 120 mã là 955. 837 quá kéo sau nhé mọi nhé. Quá kéo sau thôi. Công sở. Eo tầm từ 66 70 ạ, eo dưới 70 nhá, 100 nghìn, mã là 435. 413 chị Vân Vũ. 413 là màu xanh than ạ. Xanh la vi hả? Cái lông cừu đúng không? Đúng là màu xanh la vi đấy. Con công sở đẹp chưa? Đến 100 nghìn nữa nhá. Em này ạ, các chị vòng eo 68 đến 72, eo dưới 72 ạ, 100 nhá mọi nhá. Mã số 26. 100k mã số 26 cho em này. Đây của em này ạ, chất dạ lông cừu tiếp này. Trong lót đầy đủ nhá, chắc chỉ size S thôi mọi người. Size S rồi các bạn nhá. Eo tầm từ 58 đến 60. Eo 58 62 nhá. Eo 58 62. Em này có giá 120, mã số 77. 26 cho chị Hải Linh. 120 mã số 77 xem này. Chân của công sở màu nâu. Em này size thì size to cho em nhá. Có hàng cúc ở đây. Eo 72 75 ạ. Eo dưới 75 nhá. 120, mã là 784. 120 mã là 784 cho em nhé. Con này chân này ngắn nhất mọi người nhé. Eo tầm 68 đến 72 mọi người ạ. Chân này chỗ này cạp lụa này. Eo 68 72 nhé. 80 nghìn mã là 404 này. 80k mã 404 cho em nhé. Tiếp theo. Không có lỡ mà em áo xin đi qua này. Cộng tay nhé. Đấy mọi người 60 thôi. Chất văn nhật ạ. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 60 mã là 464 này, có một con duy nhất lẫn. 60 mã 464. 784 chị Việt Kiển. Mà mình còn kẹp không nhỉ? Còn. Cái gì? À, cái chỗ này phải cho kẹp kẹp. Đây đằng sau nhá. Kẹp lên, đấy cái nút này nó bị rơi xuống ấy. Eo tầm từ 66 đến 72 nhá, eo dưới 72 ạ, 80 nghìn. Đằng sau có văn, mã số là 442. Em lấy rất là nhanh, em lấy này em đâu á. Không vừa lấy là vừa ấy. Sợ đến bao giờ mới xong được. Đây, em này đẹp chưa? Chân váy chữ A dài nhé bạn nhé. Ủa, nó rơi đầy kia. Em này eo tầm từ 64, 68 ạ, eo dưới 68 nhá, 80 nghìn mã là 661. 80k là 661 cho em này. Tiếp tục. Mấy em cơm về công sở nhé. Mấy giờ em nghỉ cho anh ạ? Nghỉ đi. Được 200 à? Chịu 5 cái nữa. Bớt mày mua cho em 1 cái nữa thôi. Em lấy 5 cái nữa thôi. Em này ạ, à, eo tầm từ 6872 nhá. Em này 100 nghìn, mã là 627 này. Đó. Em phải bán rẻ cho mọi người. Cái em nghỉ nào. Đây con kẻ đẹp quá. Kẻ giật đi nhá. Chưa mai like tiếp. Nhiều lắm. Nghỉ này thôi nhưng mà like. Eo 6266 nhá. Kẻ giật ly này. Eo 6266 nhá. 100 nghìn này. Mã là 527. 100k mã là 527 xem này. Ôi dồi ôi, eo 56 rồi. Con này đẹp lắm nhưng mà chỉ eo bé thôi. Chị nào con gái ạ. Eo 56 nhá, lấy 60 nghìn thôi. Eo 56, 58, 60 nghìn mã 331. Đẹp nhưng mà bé lắm. Không mặc được. Đây, tiếp theo nhá. Đây, có con để các chị ủng hộ đây rồi. Em này hàng của châu Âu nhá mọi nhá. Size 36 của nó đây. Dáng xòe nhá, 100 nữa. Em này eo 62, 66 ạ, eo dưới 66 nhá, 100 nghìn, mã là 439 này.
Đây này, cái này sao em không nhìn thấy nhỉ? Đẹp thế. Hàng châu Âu nhé, New York, Anlicali đây này. Và size S lấy luôn nhá. Eo 62. Eo tầm 60-64. Eo 60-64 nhá, hàng của Anlicali nhá, đẹp lắm. Eo 60-64, hàng châu Âu ạ. Em này 100.000, mã là 354 này. Đấy, lấy con ấy thì không suy nghĩ về chất lượng. Chỉ suy nghĩ về giá tiền thôi. 100.000. Em này ạ, eo tầm từ 62-66 tiếp này. Eo dưới 66 nhá, 100.000 mã là 442. Không phải là còn vòng eo đấy à? 442. Của em ten rất đẹp luôn. Không đủ 200 con à? Tí nhỉ. Em này ạ, eo tầm 78-80, eo dưới 80 nhá. Em này 100.000 mã là 926 này. Thôi mọi người không mua thôi, nghỉ đi. 354 chị nộp gì ạ? À, chưa mai like tiếp đi, like cái khác. Cảm ơn mọi người đã xem like nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào chưa mai mỗi ngày em.